Nghiệp nó có những cái thay đổi được và có những cái không thay đổi được. Ví dụ như mình sinh ra, khi tôi sinh ra mang được tên tiếng con nhà nghèo, bao nhiêu năm không đòi thai lớn lên còn nghèo, đâu có chịu trận được, mình chịu khó làm ăn, dù không nghèo nhưng cũng khá. Kiếm gì cái gì lớn. Đại chúng mình ngồi đây có chuyện nghiệp không? Hồi đó mình nghèo sơ sát, nghèo rất mồng tơi, mà bữa nay mình có nhà, có xe nè, mọi việc mình tuy không nhau nhưng mình khá. Vậy là mình chuyển nghiệp đó, chuyển cái nghiệp nhau thôi. Và có những cái tấm tình, những cái cuộc sống hàng ngày chúng ta chỉ mới muốn tập đi, chúng ta chuyển được. Nhưng mà có những cái nghiệp mà chúng ta khi mình sinh ra mình đã có sẵn cái nghiệp đó. Thí dụ như tham, sân, si, nó đi theo cái nghiệp. Và vì tham cho nên chúng ta có tham tài, tham sắc, tham danh, tham ngủ, tham ăn, gọi là ngũ dục. Nó đè người có trí như Tôn Ngộ Không, có power, có sức mạnh như Tôn Ngộ Không nhưng vẫn bị đè. Thì cái ngũ hành đó, cái núi đó, người ta gọi là kim mộc thủy hỏa thổ. Nhà Phật thì có ngũ uẩn, người giàu, người nghèo, người tu, người không tu, con nít, người lớn, bất cứ ai ngồi đây, bất cứ trên thế gian này, hễ thọ thân con người là con ngũ uẩn đó, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Và cuộc sống của chúng ta đều bị chi phối bởi ngũ dục, nó đè mình. Cho nên Tôn Ngộ Không bị núi đè. Và cái núi đó tượng trưng cho ngũ uẩn, tượng trưng cho ngũ dục. Đó là chưa nói chúng ta còn bị ngũ trược nữa đó. Ngũ trược tức là kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược. Nó đẹp. Nhưng mà tại sao Quan Âm Bồ Tát không lỡ được lá bùa đó? Nếu mà so ra Quan Âm là có sức mạnh hơn, có power hơn là Bồ Tát mà, còn Ngài Huyền Trang chỉ là một con người thường mà, tại sao lại có sức mạnh gỡ lá bùa đó? Tại vì Quan Âm là Bồ Tát, mà đã là Bồ Tát ở trên trời, không phải người thế gian. Chỉ có người giữa con người với con người với nhau, giữa chúng sanh với nhau, chúng ta mới đồng cam cộng khổ, mới hiểu thấu nỗi khổ của nhau. Cho nên Đức Phật thì hiện là con người. Cho nên sự hiện diện của Đức Phật không phải là mặt khải của thần linh. Nếu Đức Phật mà như Mai Ca từ trên trời rơi xuống đó, mà Đức Phật đi xuống thế gian này như một tấm thần linh đó, thì Phật biểu mình tu, mình không tu đâu. Tại vì mình nói Phật ở trên xuống Phật làm được, con ở trong bụng con chui ra con làm được. Cho nên Phật cũng sanh giống mình, lớn lên giống mình, và cũng lập gia đình giống mình, cũng yêu thương giống mình, cũng có con giống mình. Nhưng mà từ cái giống mình đó, Ngài chuyển mình, Ngài chuyển cái nhìn của Ngài để Ngài thấu. Cho nên Ngài Huyền Trang là tượng trưng một con người bình thường. Nhưng mà tại sao nếu vậy thì tại sao không phải là một con người bình thường, phải là ông Thầy Tu? Tại vì ông Thầy Tu là tượng trưng cho giải thoát. Hình ảnh của Ngài Huyền Trang là tượng trưng cho hình ảnh của giải thoát. Y pháp mà Ngài Huyền Trang đắp lên là tượng trưng cho giới pháp. Chỉ có khi nào mình giải thoát, chỉ có khi nào mình có giới luật, có giải thoát, có đạo đức, chúng ta mới gỡ được cái khổ đau mà nó đè mình cả năm trăm kiếp. Không tu không bỏ được, không tu không vỡ ra được, mình vẫn bị đè, bị vô minh, bị khổ đau như vậy. Cho nên Ngài Huyền Trang tượng trưng cho một con người, nhưng mà con người giải thoát. Nói khác hơn là Tôn Ngộ Không là một người trí, một người vô mô. Nhưng mà anh vô mô cỡ nào đi nữa, mà anh không có tu tập, không có giới đức, thì khổ đau nó vẫn đè. Một con người bình thường trong Huyền Trang không có cái gì đặc biệt,
Nhưng ở con người đó chân chất bình thường, có đạo đức, có giới pháp giải thoát tất cả. Cũng giống như bây giờ tôi đưa đại chúng và đại chúng đi chùa, quý vị đến, quý vị kính trọng một vị xuất gia là tại vì vị xuất gia có đó có bằng cấp nhiều hay quý vị đi tìm vị chân tu? Mình tìm ai? Còn bằng cấp thì nó là chỉ học vấn thôi. Mà học mà không có tu thì cái học đó cũng là bình thường. Cho nên á, Pháp Hòa hay ví dụ nước trà, cà phê, nước Coca-Cola, nước trái cây, tất cả các thứ nước. Nhưng thủy chung trong con người mình cần nước gì nhất? Nước lọc. Mà nước lọc là nước rẻ nhất. Nhưng mà trong con người mình phải có, tại vì nó mới chính là cái nước làm cho mình trong sạch cơ thể, dẻo dai sức khỏe thôi. Uống nước gì nhiều cũng bệnh, cà phê nhiều cũng không tốt, Coca-Cola nhiều cũng không tốt, nước ngọt nhiều cũng tốt, vân vân. Cuộc sống này cũng vậy, chỉ có cái chân thật là bất hư. Có một vị hòa thượng đi xuất gia và ngài nói rằng khi tôi đi vào chùa tôi tu thì tôi học được thầy tôi một câu thôi mà tôi sống cho tới già, đó là chân thật bất hư. Cái gì chân thật? Cái đó không hư dối. Cũng giống như mình ăn cơm gì ăn chứ cơm trắng thì dễ ăn hơn. Mình ăn cơm xào, cơm chiên, cơm gì nhưng mà cơm trắng nó dễ nhất là tại vì nó có thể ăn với tất cả các món khác. Thì ở đây ngày Huyền Trang là tượng trưng cho một người bình thường, nhưng mà nơi có người bình thường đó không ngu ngô. Tôn Ngộ Không có trí nhưng mà nhiều ngu quá, thì cái ngu đó có lợi tại đó thiếu tu. Rồi cái chữ mà cái lá bùa mà án mà đi bắt di hồng đó là nghĩa gì? Chữ án nghĩa là quy mạng trở về, chữ án nghĩa là quy mạng là trở về. Cho nên nhà Phật ai mà tu Phật chú, câu chú nào cũng bắt đầu từ chữ án. Án chiếc lệ chữ lệ chữ lệ đó mà án là số này. Án của Bồ Đề thì tất cả chữ án quy mạng là trở về. Còn general nhất, bình thường nhất, khi chúng ta niệm Phật bắt đầu từ chữ Nam Mô. Nam Mô cũng nghĩa là gì? Là cũng trở về, là quy mạng. Mình đi đâu đi mà hãy tới trước bàn Phật cái chắp tay là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin trở về đảnh lễ thầy của con là Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn sư là thầy của con. Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin trở về đảnh lễ Phật A Di Đà. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Con xin trở về đảnh lễ Đức Quan Âm Bồ Tát. Vì chữ Nam Mô là trở về, là quy mạng. Nó cũng giống như một tâm ta đọc chữ án. Án là trở về. Mani là một viên ngọc. Tự mang ngọc thì phải sáng, tượng trưng cho trí tuệ, tượng trưng cho cái tâm trong sáng thanh tịnh. Happy tức là bát di ấy, nghĩa là trong hoa sen. Happy là trong hoa sen, mà hoa sen là một loài hoa vượt khỏi bùn nhân. Còn chữ hùng hay là chữ hồng, mình âm là hồng, nguyên bản là hùng, nghĩa là sự thành tựu của tự thân, tự ngã thành tựu. Thì cái câu đó đơn giản là nếu như mình muốn thành tựu không có gì khác hơn là phải trở về với cái ánh sáng, với trí tuệ, với tâm thanh tịnh thì vượt tất cả mọi khổ đau. Cho nên truyền thống Tây Tạng lúc nào cũng trì câu Om Mani Padme Hum, án Mani Padme Hum. Muốn được tật bệnh cũng tụng nó, tai nạn cũng được, bất cứ những cái gì khó khăn đều trì câu đó.
tất cả mọi sự rối rắm khổ đau trong cuộc đời mình mà mình không có nhìn lại lý do nào thì làm sao mình giải quyết nó được. Nói đơn giản trong cuộc sống là mình không nhìn lại vấn đề, không giải quyết được vấn đề. Mà lúc nào mình cũng đề xướng là vấn đề này cần giải quyết, mà không nhìn lại được làm sao biết vấn đề gì nữa. Và nó xuất phát từ đâu, lý do nào, và chúng ta phải làm gì để giải quyết vấn đề đó. Cho nên án mà đi bắt Di Hồng là một câu thần chú, nhưng nói đơn giản là không thần chú gì hết, tại vì nó là một chân lý đời sống. Anh muốn trở về, anh muốn giải quyết khổ đau, tâm anh phải sáng như ban đêm, lòng anh phải vượt tất cả mọi chấp trước, mọi dính mắc, mọi thị phi, mọi nhân ngã, mọi nghi kiến, để anh có được trí tuệ bình đẳng trong sáng, vượt khỏi buồn nhơ, thành tựu cái điều anh muốn. Cho nên thường thường người ta muốn giải quyết một vấn đề, người ta đi tìm một cái người mà không có một cái, không có một cái tình cảm duyên tranh, mà người đó phải trung lập, người đó phải đứng ở giữa và nghe hai bên để có thể để, tại vì người đó tâm không bị đắm chìm trong thân sơ, không bị vướng mắc của thân sơ, mà có trí tuệ để giúp cho người đó thành tựu. Thì Tôn Ngộ Không của mày, Tôn Ngộ Không là tượng trưng cho bản thân con người chúng ta cũng có trí, cũng có hiểu biết đó, nhưng mà cái trí của mình chưa tu, cho nên người khôn chừng nào mà không tu trời đất chịu nổi, tại vì người đó khôn quá, giỏi tài lường gạt mưu mô, nhưng thiếu cái sự tu tập. Cho nên dù ảnh vượt ra khỏi cái ngũ hành đó rồi, khỏi cái núi đó rồi, Đức Quan Âm vẫn phải trao cho Ngài Huyền Trang một cái dòng kim cô để đọc cho. Ví dụ như mình ngoài đời, mình nói thôi giờ con buông hết, con có thể gì ngoài đời nữa, vô chùa tu. Nhưng mà vô chùa tu cái là chùa đè xuống cao tốc, trao cho cái đi, truyền cho mười giới. Anh bỏ cái lớp nhỏ ngoài đời, mới bỏ cái lớp nhỏ thôi, nhưng mà cái lõi đời giống như cái cây, lột cái lớp nhỏ mà cái lõi cây nó còn không anh? Cái lõi đời nó còn, anh mang đi chùa chết người ta thôi. Cho nên anh 50 tuổi có bằng cấp rất cao, nhưng vô chùa tu anh vẫn phải là chú tiểu. Anh đi, anh xuất gia sau một chú 20 tuổi, anh vẫn phải đứng sau chú đó. Không phải phân chia, nhưng mà để chúng ta bớt cái ngã, cái ngã của đời, cái ngã của thế gian. Nhà Phật gọi cái đó là thế trí biện thông, một trong bát nạn. Đi vào chùa khó tu lắm quý vị, buổi tụng buổi sáng tụng bát nạn tam đồ cộng nhập tỳ lô tánh hạn. Bát nạn là gì? Là tám thứ tai nạn, trong đó có một trong tám nạn đó chính là có một cái trí của thế gian. Và khi đem cái trí đời mà ứng xử trong đạo, ví dụ như mình trong chùa mình làm việc mà lúc nào cũng muốn vô tính toán theo kiểu người đời, không được. Hơn vô tính toán lợi ích, không được. Đôi khi người tu còn phải chịu nhường, chịu nhịn, chịu nếp, chịu lộ, để nó mới thành tựu được cái con người vô thân. Ăn miếng trả miếng tiền đó là thế gian chuyện rất bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng cái phi thường của chúng ta là chúng ta có cái lớn đó mà chúng ta biết làm cho nó nhỏ. Ngài Quan Âm là một người tượng trưng cho không phải người thế gian, nghĩa là bậc thánh. Các cõi khác tới mà đâu có tấu, chưa hiểu đạt được con người. Ở đây ra đọc kinh Pháp Hoa, quý vị nhớ Phật Tùng Địa Dẫn Xuất không? Một ngày nọ các Bồ Tát trong mười phương bay tới, veo veo tới, các vị chấp tay thưa Đức Phật Thích Ca, chúng con sẽ tình nguyện phụ cho Phật
là cái chuyện mà truyền bá giáo pháp. Đức Phật nói no need, khỏi cần. Ngay cõi của tôi đã có những người tình nguyện làm việc đó. Đức Phật vừa dứt lời ở dưới lòng đất, nứt các Bồ Tát lên, bay veo veo lên. Trời ơi, mình đọc đó mà mình không có hiểu được cái lý, mình không chấp nhận được cái này. Các Bồ Tát ở các phương này, người ở xứ khác tới, người ở xứ khác sao nói được chuyện ở đây? Mà chính người địa phương mới làm được. Hồi nãy có quà đến thăm, trước khi tới đây có ghé thăm bà cụ 90 tuổi bị bệnh, cho nên có quà đến thăm. Rồi tranh thủ đến đây cho nó kịp giờ. Rồi các vị chở có quà toàn là địa phương khác đó, ở Ontario không đi lạc đường vậy. Cho nên dứt lời Bồ Tát ở địa phương này nhảy ra đi để tôi dẫn đường. Rõ ràng chỉ có địa phương mới biết chỗ nào đang construction, đang sửa đường, chỗ nào đang kẹt đường, dẫn đi một mèo là tới đây. Còn nếu mình nghe lời cái GPS dẫn mình đi một hồi là hồi nãy quý vị nói trời ơi thầy đi chứ để trễ mình không có còn muốn làm người Việt Nam. Hiểu ý không? Không nên cậu không phải người mẹ, không đi trễ không tại dịch nó đi anh. Cho nên cái câu linh chú án mà đi bác đi rồi. Mình muốn thành tựu có hai việc để làm đó. Tâm phải sáng, lòng phải tỉnh. Cái tâm mình nó tỉnh như một viên nước, nó lắng tất cả các bụi thì nó trong. Mình ở trong là mình xin hương, thấy được, thấy thấu mình. Cho nên cuộc đời này cái gì cũng có thể giải quyết trong tương đối, có thể không phải là tương đối, có thể giải quyết trong tương đối. Cái vấn đề là chúng ta có chịu ngồi yên, có chịu ngồi lại lắng nghe nhau, có thể có chịu ngồi lại để cho người kia nói không, hay là người kia mới vừa lên tiếng là chúng ta xỉ mặt rồi, im không được nói. Tôi biết hết rồi, nhưng mà tại vì người ta đang lặp lại từ đầu ngay cái khúc mình biết thôi, còn khúc sau mình không biết. Cho nên mình coi phim, mình hay coi phim tập 1 xong rồi mình coi tập cuối. Khúc giữa gì mình không biết. Rồi nó hỏi ủa sao nó chết vậy con, bắt đầu mở lên cái mắt coi lúc đó coi. Rồi mình biết tập 1 tập cuối chắc chắn rằng bất cứ một phim nào cũng có tập cuối, bất cứ một quyển sách nào cũng có trang cuối, và bất cứ một cuộc đời của ai cũng có ngày cuối. Và chúng ta đừng quên rằng chúng ta sẽ có một trang cuối, và hãy để trang cuối đó nó kết thúc một cách đẹp, nó chưa là happy ending. Mình xem phim á mà cuối cùng hai đứa nó thương nhau mà nó chết á, mình cũng không khóc được, mình cũng tức không đạo diễn á. Mình tức công tác giả. Trời ơi, hai đứa nó dễ thương nhưng mà sống cho nó sống. Vậy mà hai đứa nắm tay nó hạnh phúc với nhau. Rồi nó vô tâm nó giơ tay lấy tiền để đi ăn cháo. Nhưng mình hạnh phúc đó, mình ra về. Tại vì mình nhớ cái gì mình cũng sẽ khác đi. Nhưng mà mình muốn người khác, mình muốn xem một bộ phim mà mình quên rằng mình cũng đang là một diễn viên cũng phim của đời. Mình cũng đang là những diễn viên. Sáng mình làm mẹ, làm vợ, làm bà, làm đủ thứ. Một mình đóng rất nhiều vai. Vô chùa đóng vai Phật tử, xuống bếp đóng vai đầu bếp, về nhà đóng vai bà, nhiều vai vậy lắm. Và mình muốn làm hết tất cả khả năng của mình trong cái vai của mình. Nhưng mà mình đóng không khéo, không có chánh niệm, không có trở về đó. Để mà tâm sáng trí tịnh thì cái vai mình đóng thì được, nhưng mà
đánh xong nó không có cái happy end. Quý vị thấy được điều qua nó. Phật giáo ở ngay trong đời sống của chúng ta. Tại vì chữ Phật nghĩa là tỉnh thức, là giác ngộ. Mình đã nói sanh bao nhiêu lần rồi, mỗi lần sanh bắt đầu nó đầy sanh, chén dĩa nó bay, nhà cửa bê bối, một cơn sanh của mình xong rồi là đầy sanh. Tại vì mình giận mình không có dọn dẹp, mình giận mình không có nấu ăn, mình giận mình đâu có quét nhà, mình đâu có xúc tiết, mình đâu có làm những cái công chuyện đó đâu. Mình đi xuất đi, mình vô phòng mình ở. Cho nên một cái sân trong lòng thì đầy sân ở ngoài. Nhưng mà mình cứ để đi, tức là mình bị gì? Bị núi đè. Mình gửi email tới thầy cầu cứu, mình lên chùa mình khóc với Phật. Mà lúc này người ta hạn chế nhang lắm. Bây giờ nhang còn có đi mua nhang vô, có không chịu nhang tay này. Mà mình xin Phật không tới họ nhìn lại nhang tàn. Chưa kịp cắn cái nhang lên, Phật nghe hết câu chuyện của mình. Nhang tàn mà chuyện chưa hết, thành thử thành nhiều chuyện. Mình bị nó đè với mình muốn thoát đi. Nhưng mà mình thoát ly rồi mình làm gì? Mình phải hội nhập với huyền trang để đi thỉnh kinh. Cho nên Ngộ Không thoát ly cái núi đó rồi, phải làm đệ tử để huyền trang để đi thỉnh kinh. Mình thoát ly nhưng mà mình không chịu tu. Chắc là mình xin lỗi xong rồi, tưởng huề rồi, rồi ngày mai mình sống như cha như vậy thì ngày mai nó làm được. Thoát ly xong rồi, kể từ nay cái câu mình hay tụng, cái gì đốt bóng từ quán, lại Phật tổ soi đường dẫn, bao tội khổ trong đường đời khác vì tham sân si mạng đi, thì hôm nay giữ trọn lời nguyền, xin sám hối để lòng thanh thoát. Trí Phật quang minh như nhật nguyệt, từ bi vô lượng cứu buồn sợ. Bắt đầu mình than, ôi từ lâu đã chúng một hình, dám giữ mãi con quyền ra khỏi, dạ con nguyện ra thôi. Con nguyện, con không muốn ra. Đúng đấy, mình thì không thích lên, không thích xuống địa ngục, muốn lên thiên đường mà rước ra thôi. Anh chỉ muốn làm người trình, tại vì lên trời hai đứa hay hơn. Thôi anh chỉ muốn làm người tình, mình mâu thuẫn bắt đầu. Bà cụ kia quỳ trước Phật, xin Phật cho con đa một giây chết một giờ. Chú tiểu đứng sang rồi chuẩn bị lên đường. Bà tự Phật linh Phật kiểu có đi mà nó khoái. Con chỉ nói thôi. I just talk about it. Cho nên mình vươn thoát khỏi núi ngũ hành rồi thì phải làm đệ tử nhà Huyền Trang. Tức là mình hội nhập với cái đoàn đi thỉnh kinh. Thỉnh kinh là gì? Là mưa cái ước nguyện mình đó, muốn tìm cầu cái chân lý. Cho nên nhà Huyền Trang đi thỉnh chân kinh. Tại sao Tôn Ngộ Không có thần thông mà không vẫn một cái vèo đi qua tới đây chút? Tại ông có tới 72 thần thông không? Ông có thể bay cao và xuống đất mà tại sao lại phải chịu cưng khổ? Vì cái gì mà power nó có giá trị. Giống như bây giờ cái gì hết mấy nó mới ngắt, cái gì vô mấy nó mới ngon, cái gì organic thì ta mới thấy bio. Nghĩa là mình không đem cái công phu khổ luyện của mình để có được cái đó thì làm sao mình quý? Cho nên mình phải khổ luyện, mình phải cầm tù, đi một đoạn, đi một con đường. Đi thỉnh kinh là tìm cái chân lý, đi tìm cái lẽ sống, đi tìm cái chân lý cho lẽ sống. Cho nên mình phải chịu tự.
Trời đất ơi, mới tu được có mấy bữa mà đòi hỏi Phật tử chứ. Tụng có 15 cuốn kinh mà một nguyện 30 tên. Mình thậm chí còn hỏi máy lên chụp đúng cái dài không thầy. Ông thầy không nghe hỏi gì là ông biết rồi. Ông cũng có ý dạ ngắn. Dạ ý ngắn con lên. Tại mai con nhiều tắt then. Rồi vô tụng kinh, trong lòng tính đến 15 phút mà sao cứ ngồi tụng kinh lật hoài còn mấy trang. Tây phương cũng muốn, Cực Lạc cũng thích, mà Cực Khổ cũng chịu. Rốt cuộc Phật hỏi, Cực Lạc Cực Khổ song song, hai đường Cực hết, mi trong đường nào? Không có Cực Khổ làm gì có Cực Lạc. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng một điều này. Ví dụ mình mua một miếng đất, nó rừng rậm, nó dơ bẩn, hay mua một nhà đi, một căn nhà cũ. Nhưng mà sau 6 tháng sau, trở vô cái nhà nó sạch sẽ, nó đẹp rồi. Vậy thì cái nhà sạch đó không phải là do một quá trình dọn dẹp không? Như vậy cái nhà sạch đó là tịnh độ, còn cái nhà dơ là uế độ. Và người muốn tạo thành một tịnh độ đâu phải chuyện dễ. Từ một cái uế độ mà chuyển hóa nó thành một tịnh độ đâu phải chuyện dễ. Đó là một quá trình hung tu dọn dẹp. Mà cái nhà của mình có thể dọn trong 6 tháng, sửa chữa trong 6 tháng. Chúng ta đây sửa chữa trọn đời. Tại vì nó sanh hoài. Từ cái iPhone số 7 bây giờ lên tới 15, 16 iPhone thay đổi. Áo quần ở nhà còn một tủ mà thấy đẹp đến mua. Giày dép ở nhà một tủ mà thấy đẹp đến mua. Mình không, nghĩa là mình cũng thay đổi. Tại vì mình bị ngoại duyên, ngoại cảnh rất nhiều. Thì làm sao mà mình giữ mình như thế được? Cho nên chuyện chuyển hóa thân tâm là chuyện đã là ngày nào còn sống, ngày đó vẫn tu. Ở tu chừng nào thành? Mình chỉ cần thành chính mình. Nói biết mình đang nói gì, ăn biết mình đang ăn gì. Và rõ ràng mình đang bệnh, mình phải ăn như thế nào để giảm bệnh. Mình đang khổ, mình phải sống như thế nào để giảm khổ. Rõ ràng mình thấy con mình năm nay 18 tuổi nó lì, nó 13, nghĩa là vô thường. Từ một đứa nhỏ dễ thương bây giờ trở ra một đứa nghịch, biết cãi lên. Chính giây phút đó là cái quế độ mà chúng sanh đó là đối tượng của mình để mình chuyển hóa mình. Phải nhận diện được cái hoàn cảnh đó mà tìm phương thức để dung hòa giữa mình. Bỏ nó không được thì nó con. Cương cứng không được, nó sẽ bỏ đi. Cho nên phải mềm mỏng, mình phải đi với nó. Chính là ngày Tôn Ngộ Không đi với người đó. Mình không đi chung không thể tới được. Cho nên thầy trò phải đi chung một cái chuyến đi tỉnh kinh. Mẹ con, vợ chồng phải đi chung với nhau mới tới. Muốn đi nhanh đi mình, muốn đi tới thì chung. Có nhiều người vui lắm. Ông bà thấy hai bà già dẫn nhau đi xuất đi, bước xuống xe cao khỏe đi trước đi tay tay. Nói cho người miền Nam nha, đi tay tay tới cửa tưởng sao đứng chào bà để con gái đi chung cho nó mùi. Đi một mình cái bà lẩm bẩm đi, ông già khó thương thì con mình dưới chân nó không đỡ, tưởng sao bực quá quay lại đỡ mà đi. Thì muốn tới nơi trước đi mình, muốn tới chung đi chung.
cho nên mình không có tách rời Phật, không có rời mình không có rời. Mỗi ngày quý vị đứng đây, quý vị đọc bài kệ đứng đây, tôi gửi tôi cho đất, đất gửi đất cho tôi gửi tôi lên Phật, Phật gửi Phật lên đất. Mình tứ cây, mình tưởng mình tứ cây, mình nuôi cây, nhưng mà thật sự cây cũng nuôi mình, tại vì cây cho mình hạn chế. Tay cây cối cho mình cái oxygen, cái fresh air. Mình tưới cây, mình nuôi cây, nhưng mà cây cũng nuôi mình. Mình gieo một cái hạt cải mỗi ngày mình tưới nó, tưới tưới cho cải nó sống. Và khi nó sống lên, nó sẽ nuôi sống mình. Cho nên mình đâu có rời nhau mà không. Bông nó không, hoa nó không thể sống thiếu nước, và nó cũng không thể thiếu ánh sáng mặt trời. Nước là từ cái ánh sáng mặt trời là trí tuệ. Chúng ta không thể sống hạnh phúc, an vui, vươn lên một cách mạnh khỏe nếu không có từ bi, không có trí tuệ, không có tình thương, không có hiểu biết. Quý vị thương Pháp Hòa lắm, sắp đơn giản mà cho ăn cà ri, cho ăn bánh bò cũng thừa, ăn xong lên nằm ở không. Nó sắp giản ở quá trời vậy. Thí dụ vậy đó, nghĩa là mình nước mà không hiểu, mình nước mà không hiểu, mình thương mình sẽ hiểu, và hiểu là người đó là gì. Cho nên con mình bây giờ nó lớn, nó không phải là một đứa nhỏ của 5-6 tuổi của ngày xưa, thì mình phải có cách đối xử với nó khác. Để khi mình đối xử nó đúng mức, nó sẽ giảm đi cái sự làm mình tổn thương. Mình đối xử nó không, tại nó 15 mà mình làm giống như nó hồi 3 tuổi vậy đó, thì nó khó chịu quá, nó sẽ nói những lời khác trở lại, thì nó cảm thấy nó bị thương. Mà khi nó phản bác lại thì mình tổn thương và chịu không nổi, thì cả hai vô nhà thương. Cho nên án mani bác đi học, lúc nào mà mình bất an trì tu chúng ta, nghĩa là con xin trở về nương tựa với tình thương, nương tựa với sự chắc chắn. Con là mẹ nó, con nói nó phải nghe, cái đó là chắc chắn. Nhưng mà bên cạnh mình là một vai mẹ, mình có thể đóng vai khác nữa mà. Đóng vai chị, đóng vai em, thậm chí mình đóng vai người làm của nó. Bằng chứng nó giặt đồ mình đi xếp này, nó vừa bãi mình dọn dẹp này. Không phải người làm của nó là gì, nó đi về ăn gì cho con để mẹ bưng cho con. Rồi nó ngồi nó ăn, mình đang niệm Phật đi, nhớ để tương cho ăn cho ngon cho con. Đang niệm Phật đó nha, đang tụng kinh đó. Phật không có mắc tội với nó đâu. Nhưng mà giây phút đó mình sẽ biết rằng cái gì là tình thương của mẹ. Tại em đi hạnh, đệ tử ngồi ăn mẹ mình hạnh phúc lắm. Pháp Hòa có thể ngồi cúng, gọi cúng cho đệ tử ăn một cách rất hạnh phúc. Không có phân biệt là thầy không được làm cho trò, và trò phải sơ với sơ thầy. Tại vì giây phút đó là giây phút mình nuôi dưỡng cho nhau. Mình nuôi dưỡng nhau, đệ tử đi đâu cũng đi. Mình đã từng ngồi ăn luôn với thầy, thầy đã làm cái này cho mình. Quý vị, nói như quý vị, để giữ con. Con nó đi về thì phải nói những lời nào để cho nó cảm thấy. Con mới về hả con ăn gì chưa? Mẹ có nấu để dành cho con nè, mặc dù chưa nấu gì hết. Mà đôi khi nó đi về nó nói, mẹ có gì ăn không? Tao tưởng mẹ ăn ngoài rồi mới. Đừng có nói thôi.
Ô có không? Con rửa mặt rửa tay đi, mẹ chuẩn bị cho con. Tại vì sao? Đi khắp thế gian không có ai tốt bằng mẹ. Hòa thượng Quảng Độ có một bài thơ rất hay, trong đó có một câu là: bốn phương trời có tìm kiếm đã nhiều, nhưng không có một tình thương của mẹ. Vô lăng đến khỏi lòng con vặn vẹo, bóng hình kia ấm tròn biết dường nào. Cho nên cái đó không phải nói với con đâu, mình có thể nói với chồng, mình có thể nói với bạn. Tại vì ai cũng là một đóa hoa hết, và người nào cũng cần nước để sống. Nhưng mà nhớ tưới cho đúng nước. Thương quá tưới sữa không? Thương quá lấy dầu thơm cho tưới cho nó không? Nó không thơm mà nó chết. Tưới cũng phải tưới vừa chừng. Không bài dạy với chú tiểu chùa khi làm như đây. Khi mà con lên con tưới hoa đó, tay phải con cầm bình nước, tay trái con lấy một ngón tay con để vô bình. Khi con tưới vào thì cái tay con phải phiêu được nước tới đâu để con không có bị tràn. Thật ra tràn thì mình táo, nhưng mà tại sao mình có cái cơ hội mình làm cái gì để mình phải mất công không chịu làm? Cái đó là cái mình muốn nói. Mấy chú sáng đi học thường người mặc đồ ấm, sáng nào có quần cũng chạy xuống có là rờ mỏi không, rồi cái chân cũng có mặc cái quần có mồ trắng. Tuổi trẻ thì thường hay lười, mà không mặc thì mà bắt luôn mà nhìn cái nét mặt đi vô mặc cái quần lại là không mấy gì vui. Tại vì trẻ học có quần á, không phải lỗi của mình, tại thầy dạy con. Nếu con không muốn trẻ huynh đệ, con không muốn trẻ bản thân, những gì con biết con cần phải mặc, con phải cần phải làm, sao con làm trước để đến mất công. Một chú nào mà đi mà chạy có mà thấy không? Đi chợ ngược lại đó, bắt đầu đi bộ lại đây, không có la. Con đi chợ lại đó, nãy thì thấy con chạy từ lúc đó, giờ con trở lại gặp đó đi bộ lại cho thầy coi. Thì cái gì mà mình muốn nó không phải mất công thì mình có làm được chứ. Cơm soi nhỏ lửa một đời nào khen. Cho nên xin thưa đại chúng, câu chuyện tôn ngộ không bị vấn đề. Mình là một tôn ngộ không, mình rất có thể đang bị đè, và mình rất mong mỏi muốn vượt lên, thì mình phải biết quay trở lại. Trở về với ánh sáng tự giác của mình, nhận diện tại sao mình khổ, tại sao bữa nay như thế này như thế. Giống như quý vị nấu ăn, quý vị nấu ăn quý vị nếm đi, nếm rồi nhắm mắt lại nhắm thử mặn ngọt như thế nào. Nấu ăn như thế mà tại sao cuộc sống mình không có nếm được? Nếm xong rồi phải biết nó mặn nó lạc như thế nào mà dai vậy. Và giảm đến khi nào món ăn mình nó ngon được, nó vừa ăn được. Và tôi là chúng cuộc đời này mình không có làm tròn cho ai được hết, nhưng hãy làm những gì mà tốt nhất mình có thể. Giống như mình nấu ăn đó, vừa ăn với mình mà có thể mặn với người khác, cái thì ngọt với người kia, có thể lạc với người khác. Nhưng nếu mình không nếm mà người ta trách thì mình không có cái khoai, không có cái chỗ của mình nướng vào mình, căn cứ vào để mình chỉnh sửa. Nấu ăn mà không nếm thì người ta có thể phê bình. Có nếm rồi nhưng mà vừa với mình mà chưa vừa với người kia thì lúc đó mình đành chân try the best, làm tất cả những gì mà ai cũng có bộ phận hết. Tôn ngộ không khi mà vun ra khỏi cái đó rồi thì không còn là một tề thiên đại thánh nữa, mà là một đệ tử của Hiền Trang. Bây giờ là một đệ tử, thì đệ tử thì phải sống bổn phận của đệ tử. Cho nên ổng mà đổi chân lên ngoài Huyền Trang thì chú dưới tàu thu phục. Và nhớ rằng khi mình có vươn lên cỡ nào, mình có rời khỏi cái gì, cái đó nó mới chỉ có rời thôi. Nhưng mà cuối cùng vẫn phải là một đoạn đường hội nhập
và đi tới. Mình bỏ ngoài đời rồi, mình vô trong chùa mình tu rồi, mình mới bỏ đời thôi, mới cạo tóc, mới mặc đi thôi mà. Bước vô chùa rồi, cả một quá trình hội nhập với đời sống người xuất gia và đi tới với cái con đường tu tập của mình. Thì Tổ Quy Sơn dạy rằng: phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình diện tục. Đã là người xuất gia, bước tới một phương trời cao đẹp, cao rộng, thì cái tâm của mình và cái hình tướng nó phải khác người đời. Nếu mà cái tướng mình khác người đời và tâm mình y như người đời thì chưa có hội nữa. Cho nên đắp y phải hạnh phúc và đắp y cho nó trang nghiêm, cầm bát phải trang nghiêm. Đời sống người tu là như vậy, hỏi nhận được nó thì đi hoài mà không có buồn chứ. Vô chùa tu mà không hỏi nhận được đời sống người tu không đi tới. Cho nên thầy trò Điều Trang muốn gặp được Phật Tổ Thích Chính phải cùng đi hội nhập với nhau và đi hết một con đường. Và nên nhớ rằng con đường đó không bao giờ trơn tru, không bao giờ có nhiều hoa lá bên đường, mà sẽ có nhiều trong gai và sỏi đá. Cũng đi thế thôi. Cuộc sống mình có được ngày nay không phải tự động, mà nó trải qua một quá trình rèn cực khổ vượt qua để rồi chúng ta có được gì đó. Ai cũng có một cái bổn phận chúng ta sống và làm tròn bổn phận của mình. Chỉ khi mà gặp Phật Tổ rồi, Phật Tổ thọ ký, ngài Huyền Trang trở thành chiên đàn trong Đức Phật, Tôn Ngộ Không trở thành chiến đấu chiến thắng Phật, tịnh đàn sứ giả. Tại sao gọi là chiến đàn công đức? Tại vì bây giờ tất cả việc làm, những công đức gì mình làm, nó thô quý như một loại gỗ thơm và là gỗ chiến đàn. Ngộ Không mà vượt tất cả mọi cái yêu quái, thắng được mọi yêu quái khó khăn để đưa cả đoàn đi đến được, cùng hội nhập được, cho nên là đấu chiến thắng Phật. Tất cả cái đó là biểu tượng đấy. Trong Hồng Danh Bảo Sáng có những vị Phật đó, và ông Vô Thượng Ân đã lấy những vị Phật đó ra, đã mượn tên những vị Phật đó để đặt cho các vị này khi biết đi tận. Hôm nay được về thăm đại chúng, có hoặc kể lại cho chúng nghe một câu chuyện nhỏ, và lấy ý tứ đó chúng ta mổ xẻ và ứng dụng trong cuộc sống tu tập của mình. Và thưa đại chúng, tu không phải là mình tách ly với cuộc đời này, mà chính những gì chúng ta đang sống đây, quý vị chỉ cần thay đổi tô màu là đẹp, mọi thứ cũng y hệt như vậy, nhưng nó sẽ khác. Như một căn nhà cũ, nhưng chúng ta biết chùi rửa, sơn phết, dọn dẹp, từ một căn nhà dơ cũ sẽ trở thành một căn nhà sạch sẽ, đẹp đẽ. Quế độ và tịnh độ không có hai. Tịnh độ là cõi sạch, mà cõi sạch không tự có nếu chúng ta không từ quế độ mà chuyển hướng. Quý hiểu ý được qua nói thì một con người dễ thương không phải tự có, mà con người đó có chuyện may. Con người có chuyện may, mà con người có chuyện may chính là con người Phật tử cái gì đó. Vậy thì tại sao mình dạy gì hay là mình ngại gì không nhận mình là Phật tử? Là Phật tử là gì? Là một người biết hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Cho nên mình phát nguyện quy y, quy y để trở thành một Phật tử. Và chính cái lễ phát nguyện sẽ giúp cho mình trở thành một bổn phận của người Phật tử. Mà bổn phận của người Phật tử là làm gì? Không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình, không lường gạt dối trá, không rượu chè cờ bạc cư tha. Đó là bổn phận của Phật tử. Mà bổn phận của Phật tử là sống đẹp để làm đạo đức cho bản thân, hạnh phúc cho gia đình,
an toàn cho xã hội. Vậy đạo Phật đóng góp rất nhiều cho cái cuộc sống này. Chứ đạo Phật không phải là một tôn giáo tách biệt chỉ mình trong giáo chủ mình thôi, mà đạo Phật hội nhập vào cuộc đời bằng cách hướng dẫn cho những người đệ tử biết sống hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Nói gần gũi là bỏ tất cả điều ác, làm tất cả việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Mà tâm ý mà trong sạch thì tâm ý mà trong sạch thì đừng vỗ tay. Tâm ý mà trong sạch thì được người khác khen thưởng. Đó là mình quý vị nhớ là quy y không phải là một cái lễ để mình trở thành một tín đồ của đạo Phật. Mình dừng ngay đó là được. Tín đồ của đạo Phật là phải thể hiện được những việc cần làm, đó là ráng bỏ ác làm thật, và thể hiện bỏ ác của mình là tránh cố ý giết hại, gian tham trộm cắp, tà ngoại tình, lường gạt dối trá, rượu chè, đóng góp cho gia đình hạnh phúc, đóng góp cho xã hội được bình an và bản thân được đại. Đó là lời sống tích cực của Phật tử. Cho nên quý vị nào cảm thấy rằng mình còn sân si lắm, đợi khi nào hết sân si mới quy y mô Phật. Mình càng sân si thì cũng thấp, tại vì tôn với hết sân si. Nó thôi thôi, tôi dám họ nhớ là thọ rồi làm tội. Ủa, bộ không thọ làm không tội? Không thọ làm không tội. Nhưng mà có thọ rồi lỡ làm mà biết ăn năn, biết hối cải, hoặc đang làm mà ý thức dừng lại, đỡ mới bán mà hai bàn tay ta bò lớn, mình định học cổ đánh tiếng. Nhớ trực lại Phật tử mà tha. Quý vị hiểu và nói nè, cho nên có quy y rồi đỡ lắm, có quy y rồi đỡ lắm. Mình biết ăn là chết, mình biết hối cải với ăn năn, cho nên không có sợ quy y. Dù quý vị chưa bao giờ quy y, nhưng đời sống quý vị đã sống theo năm giới này chưa? Có rồi, không bốn thì cũng ba, không ba thì cũng hai, không hai cũng một, chứ không lẽ làm láng nó sao được. Mà nếu mà làm lãng nó đâu có được vào đây. Cho nên Phật cũng dễ thương. Phật nói các đệ tử nào mà giữ một giới hay hai giới, Phật gọi là tiểu u bà tăng, tiểu phần cư sĩ. Giữ được ba giới Phật gọi là bán phần cư sĩ. Giữ được bốn giới Phật gọi là đa phần cư sĩ. Giữ được năm giới Phật gọi là toàn phần cư sĩ. Bây giờ ai muốn làm tiểu, làm phân nửa, làm đa phần, làm bán phần, cứ thọ giới tu tập, thọ đủ. Cái nào chưa làm được, nghĩa là cái đó mình sẽ tu. Thí dụ mình còn nó nhóc, nhưng mà có hoài cũng xin mở hoài tới chỗ này chút. Quý vị đừng có ngại, thôi tôi còn làm ăn, tôi còn nói dối, tôi không dám thọ giới này. Làm ăn mà không nói dối sao được? Chuyện đó xã hội ta chấp nhận rồi. Chị muốn dùng này được em. Em bán có lợi. Để không mà kể cái chuyện này mới xảy ra chuyện đó. Nói có sân tối hôm qua thầy Trình Tạng với Quý Thiên Hải, hai là ai chưa hai vị là đệ tử, mà hai vị tư là đệ tử Úc tạm thời, chừng nào xanh nữa biết. Thì được biết Phật tử chào đi chơi thì có quà cho đi, tại vì mấy thầy lần đầu tiên đến đây và cũng có mấy bạn trẻ đã từng đi dự pháp tu, hôm nay các bạn trẻ cùng gặp lại cho nên mời hai thầy đi có quà cho đi. Tối về thì cho nằm nói chuyện không nói, mấy đứa từ con đi chơi đâu, đại tá chứ chú thầy chuyên bạn kể câu chuyện. Thầy kể cho nó là ngày hôm qua con dùng cái tiệm đó,
họ bán mấy cái tượng Phật đó, thì trong đó có một cái tượng Phật nhỏ không xem. Cái bà bán ba la bà nói cái tượng này 120 đô, mà bà còn thêm một câu bà nói đáng lý là giá gấp 3 lần, mà tại vì tôi thấy ông là người tôi bán giá này. Thầy trên tạng ông đã sớm trên mạng rồi, ông biết cái giá hết trơn rồi. Nghe thầy cầm cầm nó cũng chịu. Kể lại đi, cái bà dừng lại nói thôi, tôi thấy thầy tôi chịu lỗ, tôi bán rẻ 80. Bà thật cái đó nó 20 ba. Sao mà nghe thầy nó nói gì, sao mà nghe thầy Pháp Hòa hỏi rồi sao, cái bà thầy nó còn biết bà nói hớ với con đó, mà con cũng mua. Tại vì con thấy bà nói vậy mà con nhìn vô cái tiệm, con thấy chắc tiệm này ít. Thật tội bà quá con mua. Mà thầy biết không, khi mà con nói con mua cái tượng đó rồi thì con thấy mắt bà như riêng nữa. Tại bà hối hận rồi. Mà hối hận bà dạng thì chùa. Cho em thêm bà nha. Thầy có kể của bà thấy con thấy bà lên trên mắt. Nhưng mà 80 ngon quá, bánh cho rồi, lời cũng 60 rồi. Xong cái bà để ngỡ ngàng. Bà đi vô bà kiếm cái bao đẹp bà tặng con. Bà cứ quạt ra. Hồi con đành lấy cái giấy gói bình thường, cái bao bình thường, và con tặng cho một em trong nhóm. Thì Pháp Hòa thương với đại chúng kể câu chuyện như đại nói vừa nói đó. Bán xã hội rất đáng ngờ. Người ta mua có mình là ta biết người bán người ta lời. Cái đó không thuộc tên vô. Cái này nó dối nè. Cái ly nó mẻ. Bán 20 thì phải nói thiệt. Đáng lý là đúng là cái giá này ta mua, ta biết bộ sân cái ly này giá này là phải có vấn đề. Thì mình nói đúng như vậy, ta mua cũng tốt, không mua cũng sao. Cái quan, nhưng mà cái chuyện mua bán cũng có gì quan trọng. Pháp Hòa là bị gạt thường xuyên. Cũng cái tội trả giá cũng có gì đó. À, thầy biết thầy Tư Tạng mới hỏi Pháp Hòa chứ. Thưa thầy, người tu mình có được trả giá không? Pháp Hòa nói, mình là người tu, mình có một cách nói khác mà người ta không buồn. Mà mình cũng không có phạm cái lỗi là trả giá với người ta. Ví dụ bây giờ con mua được cái đó 40, họ bán 80, không đến cái 40. Thì con nói khéo là con chỉ có đủ tiền để 40 thôi. Mình nói như vậy thì nó nhẹ nhàng. Mắc dữ vậy. Tiền thuốc có 80-40 mà họ bán dữ vậy. Ăn lợi họ là mình không cần nói gì, mình nói theo cái cách của mình. Con có thể mua cái này đủ được, nếu con có thể bán cho con không đủ tiền con mua đủ được. Pháp Hòa đi làm tượng Phật, Pháp Hòa nói với ông chủ đã là tượng Phật thì tôi không muốn trả giá, tôi không muốn tôi với ông như hai người khách, mà tôi muốn tôi với ông trở thành hai Phật tử đi thỉnh Phật. Ông là người làm tượng cho tỉnh, tôi là người đi tỉnh tôi, chứ không phải là bạn hàng, không bán tôi mua, vì đây là tượng Phật. Ông hãy nói với cái giá gì mà tôi có thể khả năng tôi làm được. Ông cứ làm gì, ông cứ tính toán một cái giá mà ông nghĩ rằng phải tranh trong lòng thôi, giá cả phải, và tôi có thể xin được tôn tỉnh mà tôi không trả giá. Cho nên Pháp Hòa với cái người làm tượng có một cái communication, có một cái sự liên thông rất tốt là gì, không bao giờ trả giá. Vì mình đi tỉnh Phật, nhưng mà mình có quyền nói với họ, mặc dù mình như vậy họ vẫn không có gì nữa, họ vẫn gạt mình. Pháp Hòa bị mấy lần nhưng mà Pháp Hòa cứ
trả tiền xong cái bộ tượng đó, người khác vô mua giá cao hơn họ bán. Đến khi họ gửi hình Pháp Hòa, không có biết, Pháp Hòa biết chắc đây không phải là bộ tượng Pháp Hòa chọn, thì đó họ mới nói thật, người khác mua giá cao hơn tôi bán. Thì Pháp Hòa nói thôi, nếu bán rồi thôi, tôi không có nhu cầu. Sao cái năng lượng đến bây giờ, con không bệnh nặng, cần tiền để chữa bệnh, thầy đến giúp gì con. Thành nữ Pháp Hòa thỉnh bộ tượng, nhưng mà vì cái lòng mình thương giúp đỡ chứ không phải không nhu cầu tỉnh. Nhưng mà đây có xin thưa là chúng cái nói như cái phương diện cuộc sống bình thường mình mua bán không có gì lắm, nhưng mà đừng có đạo là có đức. Đạo có đức, đạo là gì? Nếu mà nó đơn giản là tôn giáo đi, là con đường đi, thì tôn giáo đó, con đường đó nó dạy mình cách sống như thế nào để mình có cái đức, cho nên là đức. Thì cái này mới đúng cho các bạn, cái lỗi đó là mình bị chuyện hại người khác, mình vu oan, mình nói những điều không đúng sự thật, không có do mắt thấy tai nghe, không xác định sự thật mà mình lên án phê bình cái gì thấy biết không. Và nếu trong đời sống hàng ngày có nói những lời dễ nghe cũng cùng một cái đó, nhưng đừng nói những cái gì mà người khác tổn thương, đó chính là cái lời của cái không nên. Chứ không phải là lúc nào cũng thế. Cái ông đó, ông giữ cái giới đó thật, cho nên bữa đó tới nhà má người bạn chơi đó. Rồi cái thì ông ngồi muốn ăn tiệc, xong cái ông ta họ bà cụ đó. Tới cộng ra bữa cái nhà, bữa nay cũng có nói câu nào đó. Má ông có bắt dịch, bắt gió chết, thì đổi người. Nhìn suốt buổi cuối cùng ra bán trong tay, bà ta đi họ đấy. Tại vì hôm nay có quà về thăm đại chúng, có quà xin chia sẻ một chút xíu những câu chuyện. Và một điều có quà chỉ muốn thưa với đại chúng là đã là Phật tử thì chúng ta phải làm sao để nhận duyên đạo Phật nghe rồi sống và Phật pháp bất ly thế gian. Rồi thế gian mình tìm Phật pháp không nghe. Những gì có quà tư duy, những gì có quà quán chiếu suy tư và có quà luận lạc trong cuộc sống cho bản thân mình là những gì của bà chia sẻ với quý vị bây giờ. Pháp Hòa sống như thế nào, tu tập như thế nào, mỗi câu chuyện nó lớn với mình như thế nào, Pháp Hòa đã tư duy về nào thì chia sẻ với mình. Cho nên nếu có gì cần có thì mong để chúng quan nghĩ cho xin đi làm thôi. Ồ, còn câu hỏi nữa chứ. Bây giờ mình còn bao nhiêu thời gian? Dạ thưa thầy, thì muốn còn bao nhiêu thì còn bao nhiêu rồi. Thế chúng con thì có thể ngồi lâu lắm ạ. Này tại cô nói mà. Em dạy em hỏi. Em dạy em hỏi. Tại vì thật lâu quá thì không thể, cho nên là chúng con cũng rất mong muốn được gần gũi lâu với các quý vị. Rồi bây giờ Pháp Hòa xin đại chúng cho Pháp Hòa 20 phút. Pháp Hòa trả lời một vài câu hỏi rồi mình nghỉ. Dư lại Pháp Hòa sẽ trả lời vào tối ngày mai ở chùa Linh Sơn. Dạ. Yeah. Kính thưa thầy, ba con rất muốn nghe thầy giảng nhưng chân yếu tai lãng. Ba con muốn đọc những bài viết, thầy có thể cho con biết cách nào để các bác được đọc không? Thì bây giờ mình muốn cho ông đọc thì cứ lấy bài ra cho ông đọc chứ cách nào. Thưa đại chúng, hiện nay á, ở trên internet á, những cái trang nhà Phật giáo rất nhiều, và rất nhiều tài liệu quý hiếm ở trên internet. Thì đại chúng có thể tìm, nhưng mà bởi vì người già rồi, thật ra thì nếu mình có đưa cho ông đọc đi nữa thì nên đọc cái gì đơn giản ngắn gọn. Đã chân yếu tai lãng mà giờ đọc thêm mắt mờ nữa thì thôi, đọc xong không được tu tập gì mà thêm bệnh nữa, không? Pháp Hòa đã từng quy y cho những vị lãng tai. Pháp Hòa sẽ có cách. Khi mà làm lễ quy cho các bác mà bị lãng tai á, thì
thì Pháp Hòa đã soạn sẵn một cái bài Tam Quy Ngâm Giới giải thích ngắn gọn, xong rồi đưa cho ông tự đọc: con tên là gì, xin phát nguyện quy y Phật. Rồi cứ giống như nãy giờ quý vị đọc vậy đó, nhưng mà tự ông cụ cầm ông đọc lên. Thì đây là cái cách cho những vị mà lãng tai bị gì mình nói không có nghe, rồi mình la thì người ta tưởng mình gây lộn, thành thử ra mình viết ra. Nhưng mà cũng xin thưa là quý vị cũng phải khéo léo, tại vì người già rồi thì không đủ cái sức để mà ngồi đọc những cái bài rất dài đâu. Cho nên đọc những cái gì ngắn gọn. Nếu quý vị rảnh thì quý vị có thể đọc xong rồi mình kết lại một vài cái đoạn ngắn gọn giải thích. Mà thấy yếu nữa thì thôi, không cần biết Phật Pháp gì, lúc già cỡ này rồi một câu Nam Mô Di Đà Phật cũng đã đủ để làm hành trang về trển rồi. Không, chứ còn ai tới hỏi gì nữa đâu mà tìm hiểu không, biết cũng tốt. Tại sao khi chúng ta mất bình tĩnh, chúng ta là hành động rất lỗ mãng? Hỏi là trả lời rồi. Có ai mất bình tĩnh mà không lỗ mãng đâu. Không, chúng ta là hành động rất lỗ mãng và thiếu suy nghĩ, đôi khi đánh mất chính mình. Thì đất mất chính mình thì lúc đó ma quỷ nó nhập vô, ma tham, ma sân, ma si nó nhào vô, nó thay thế mình, nó hành động rồi. Rồi cái mình nói xong cái không biết lúc đó ai nhập tôi. Hồi nãy giờ Pháp Hòa nói ít nhiều chắc cũng trả lời câu này rồi đó, phải không? Om Mani Padme Hum. Quay trở về là Om. Mani là ngọc sáng, mà ngọc sáng là tượng trưng cho trí tuệ, hiểu biết. Padme là bát mi hay là bát nhi, nó là trong hoa sen, mà hoa sen là không có nhiễm bùn. Sở dĩ chúng ta sân, chúng ta giận là gì? Chúng ta có cái ngã. Ai làm không trúng ý mình mới bực. Chứ làm trúng ý mình không có bực. Pháp Hòa ví dụ nha. Ví dụ như bây giờ ai ngồi trước mặt Pháp Hòa đây, ngồi thấp dưới, người nào mà nãy giờ không thấy Pháp Hòa thì rất phiền não với bình bông này. Còn anh bên này, anh khỏe ru, anh thấy rõ. Vậy thì cái bình bông này vốn nó không có gì phiền não hết, nhưng mà tại vì nó không đúng cái tầm nhìn của mình nên mình phiền não thôi. Thí dụ quý vị hỏi Pháp Hòa một câu hỏi mà Hòa trả lời không đúng kìa, thầy trả lời trật lắc. Tức là mình luôn luôn mình muốn cái gì nó cũng phải đắp vô cái ngã mình thôi. Anh có yêu em không? Nếu mà người đó nói thiệt không yêu thì giận liền, nhưng mà người đó yêu tha thiết cho bắt đầu mình sửa bộ liền. Vậy sao không nói sớm? Tức là hãy câu nào mà nó đắp vô cái ngã đó, nó bồi vô cái ngã đó là mình chịu liền. Cho nên thực tế mà nói, tôi thích mấy người nói thẳng à, nhưng mà bao nhiêu người chấp nhận được những lời nói thẳng? Cho nên rốt cuộc á, mình giận, mình hờn toàn là sống bằng bản ngã hết. Bản ngã là gì? Là cái tôi. Thí dụ mình nấu ăn, mình nói chị ném giùm em miếng coi nó ngon không, vừa ăn chưa mà tới nó lạc, cái thôi vậy được rồi, thêm ăn vậy đó, vậy thôi ăn vậy đó. Ở đây không biết có ai thỉnh thoảng gặp vụ đó không à. Biểu ta ném mà ta nói vậy được rồi, tôi ngon vậy, sao sao nấu ăn có được không, ta nói xong cái không, tại kiểu tôi vậy á. Vậy là thưa đại chúng, thật ra không có gì tội lỗi nha. Pháp Hòa nói vậy không phải là Pháp Hòa trách móc gì hết, nhưng mà nói để mình thấy được mình. Trong cuộc sống này không có gì đẹp và hay bằng mình sống mà mình thấy được chính mình. Nhà Phật gọi là gì? Quán tâm. Trong tứ niệm xứ, thân thọ tâm pháp, mình thấy được tất cả những tâm hành đang sinh khởi ở nơi mình. Thấy để làm chi? Để mình điều chỉnh mình sống chứ có gì đâu. Cũng giống như mình ngồi trong xe mà hễ lạnh thì mình bớt máy lạnh, mà không thì mình mở sưởi. Trong nhà mình cũng thế thôi. Cho nên tất cả đều do mình chỉnh nếu mình cảm thấy cái gì nó không hài lòng. Cho nên cuối cùng tất cả những hờn giận với nhau không có gì ngoài cái ngã đâu. Cái ngã là cái tôi đó. Mà mình dính vào cái tôi, tức là mình không phải là Mani Padme. Mà không Mani Padme thì không hùng.
Hôm là gì? Là thành tựu. Thành tựu tự ngã. Không quay trở về để quán chiếu tại sao mình giận người ta. Mình biểu người ta nói thật mà sao ta nói thật mình giận. Cho nên ngày xưa vua Ba Tư Nặc đó, hỏi bà hoàng hậu Mạc Lợi: Ái Khanh có yêu trẫm không? Thì bà Mạc Lợi hỏi lại: Hoàng thượng muốn nghe thật hay muốn nghe dối? Trẫm muốn nghe thật. Thì hoàng hậu nói: Nếu nói cho đúng, cho thật thì thần thiếp yêu thần thiếp. Tại vì nếu thần thiếp không yêu cái ngã của thần thiếp thì hoàng thượng không yêu cái ngã này thì thiếp đâu có yêu lại. Sở dĩ thần thiếp thương hoàng thượng, chiều chuộng là tại vì hoàng thượng cũng chiều chuộng thiếp đó, cũng thương thiếp đó. Cho nên nếu không thì đừng có hòng. Cho nên cuối cùng mới nói sao? Tôi yêu nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu. Thành thử ra thôi từ giả chẳng còn yêu ai nữa. Tôi thề tôi chẳng yêu ai, vì người ta cứ phụ tôi hoài. Tại mình yêu người ta không tao yêu lại. Như vậy thì yêu cái gì? Yêu chính mình, và chính mình là cái ngã. Cho nên tất cả những giận hờn chẳng qua là không đúng ý mình thôi, chúng có gì hết. Bây giờ muốn gì thì quán sao đây? Mình nhỏ bé, ai cũng có cái tư kiến. Cho nên hỏi: Chị có ý kiến gì? Dạ ý kiến tôi là ý của một con kiến. Mà đã là ý của con kiến rồi thì ai nghe cũng được. Tại vì tôi không phải ý của một con voi, và tất cả những gì tôi nói cũng là ý kiến thôi. Ý kiến là ý của con kiến. Không có sao hết. Cho nên mình, rồi nếu mà mình giận nữa, quán gì? Quán vô thường. Quán vô thường. Có nhiều khi giận quá đứng tim chết. Đọc tiểu sử Phật tử tu tập 50 năm và đã an nhiên thị tịch sau một cơn đứng tim vì giận. Ai cũng an tường thị tịch hết. Thật ra cái sân nó là một cái gì nó rất bình thường, nó rất là căn bản trong mỗi con người chúng ta, tại vì nó đi với mình mà. Cho nên trong quý vị nhớ là ai trong đoàn Tôn Ngộ Không, Sa Tăng, Bát Giới, ai là người nóng tánh nhất? Ai nóng tánh? Tôn Ngộ Không. Tại vì sao Tôn Ngộ Không nóng tánh? Tại vì ông lanh lợi. Ông lanh lợi cho nên cái gì ông cũng thấy biết, mà ai làm trật làm trúng là ông dễn liền. Cho nên một con người trí vẫn có sân, tại con trí nó chưa tu. Cho nên cái trí đó phải có cái vòng kim cô chồng lên. Và vòng kim cô đó là gì? Đó là giới luật, đó là đạo đức. Phải chồng lên một con người có trí đó. Nếu không thì còn cái người mà tham á, trong đoàn ba thầy trò ai là tham? Bát Giới. Có nhiều Phật tử được đặt pháp danh là Tịnh Giới, Diệu Giới, không biểu nha. Tại vì bị chọc, bị bạn chọc là Bát Giới. Bát Giới tưởng con heo. Thưa Bát Giới là gì? Là tám giới. Vì chúng ta còn tham ăn, tham ngủ, tham tiền, tham đẹp, tham sắc, cho nên chúng ta cần giữ tám giới để huấn luyện cái ngũ dục. Cho nên mỗi tháng mới đi thọ bát quan trai giới đó. Bát quan trai giới đó là bát giới của Ngộ Năng đó. Cho nên ổng pháp danh là Ngộ Năng. Ngộ là tỉnh thức giác ngộ, còn năng là phải siêng năng, đã ngộ rồi phải siêng. Còn ngộ mà vẫn nằm yên chỗ thì cái này kêu ngộ ngộ. Ngộ là phải siêng năng, đã tỉnh thì phải siêng. Người không siêng không làm được việc. Cho nên cái hình ảnh Bát Giới trư Bát Giới, ổng họ Trư đó, Trư là heo đó. Trư Ngộ Năng. Còn cái ông mà Sa Tăng trong đoàn đó là tượng trưng cho ngã chấp, ít nói nhất trong đoàn, phải không? Sa Tăng là ít nói nhất, thầm lặng nhất, nhưng mà là người gánh bao nhiêu cái gánh trong cái đoàn đó. Cái gánh đó, đó là tượng trưng cho cái ngã chấp,
nó im lặng lắm nhưng mà nó hờn mát, nó giận. Có nhiều người người ta chọc mình giận mình đâu có phần lửa như là bắt giới đâu, nhưng mà tự động xóa số phone, block số, hờn rồi, mát rồi. Con xin hỏi, ở nhà con thờ Phật cao rồi đến thờ ông bà. Con nghe thầy đã nói là bàn thờ vừa tầm đứng lễ thấp để đứng để thắp nhang. Vậy con sẽ hạ thấp nhưng hình con treo trong nhà cao hơn. Dạ thưa vậy có được không? Làm sao cũng được, tại em không có ở đó em thắp. Em biểu hạ xuống mà không vừa cô, em cũng đâu có được. Mà em biểu yên thì cô phải bắt ghế hoài. Cô bắt ghế hoài bữa nào lỡ cô sẩy chân cái cô nó tại cái ông thầy đó biểu. Mình làm cái gì mà trong cái phạm vi nhà mình mà nó vừa cái tầm nhìn của mình. Thí dụ lỡ quý vị để cao rồi mà phải đứng lên đứng xuống thắp nhang, nhưng mình biết rằng sức khỏe mình mỗi ngày mỗi yếu, mình đâu có thể leo trèo như vậy hoài được. Thì cái lý do mình để như vậy là để mình thờ, là để mình tiếp xúc, chứ không phải mình thờ mình để yên đó. Cũng giống như cái quyển sổ, cái quyển sổ này quý vị nhận xong rồi quý vị phải lâu lâu mở ra để đọc, chứ đâu phải thượng lên bàn thờ để mấy chục năm rồi mới sách xuống nè, tôi y nè, thấy không? Đó. Mình nhận cuốn sổ quy y để mình thường xuyên mình đọc, để mình tiếp nhận, mình tiếp xúc. Mình thờ ông bà, mình thờ Phật cũng vậy, tức là mình làm cái lý do mình đặt bàn thờ là để mình tiếp xúc với tổ tiên, ông bà. Vậy thôi à. Mà bây giờ mình để cao là vì hoàn cảnh không có, tức là cái phương cách là căn bản là như vậy. Nhưng chúng ta cũng phải tùy vào hoàn cảnh của mỗi gia đình mà chúng ta thiết lập một bàn thờ cho nó phù hợp với hoàn cảnh của mình thôi. Chứ không có một cái quy luật, không có một cái quy luật thờ như vậy là trúng, là trật, là tội gì hết. Không có cái chuyện gì tội lỗi trong này hết. Thậm chí bây giờ quý vị già cả rồi, bây giờ bệnh tật, không có mua trái cây, không có mua hoa cúng được, không có thắp nhang được, quý vị treo hình Phật, quý vị nhìn ngắm ảnh Phật để làm cho tâm mình lắng dịu cũng là thờ Phật. Bởi vì chữ thờ nó cũng đâu có nghĩa là mình phải cúng bái gì đâu. Bằng chứng nè, tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ hơn là đi tu. Hả, nghe cái câu thờ cha kính mẹ cái không phải bắt ba lên ngồi để con lại mỗi ngày sao? Thờ là gì? Là mình có sự cung kính thôi. Đây Pháp Hòa ngồi đây, quý vị cũng cúng nãy giờ rồi, đây đây trước mắt cúng hai ly rồi nè, nhưng mà chưa thắp nhang thôi. Và trên bàn cũng có bông rồi nè, cũng có nước nè, rồi mình sống mình đem ly nước mình nói dạ con mời bác uống nước, cúng chi gì nữa. Nhưng mà chẳng qua mình nói theo cái ngôn từ người sống là mời uống nước, còn hễ người chết thì mình cầm cái nhang, cũng là một cách đó thôi, cũng là cái cách cúng đó. Nhưng mà giữa sống chết có hai cách vậy thôi. Hằng ngày mình bày ra một bàn tiệc và mời hết tất cả quý vị vào ngồi, rồi bắt đầu ăn cơm, không phải cúng sao? Bày ra chén đũa thức ăn, cúng hết chứ gì nữa. Quý vị lên, quý vị gặp quý thầy, quý nói dạ con xin cúng dường. Cúng chứ gì đâu. Nhưng mà mình cúng cách khác. Cho nên âm dương vô nhị lý, sanh tử hữu thù đồ. Cái lý của sống chết nó không hai, nhưng mà cái cách ứng xử giữa sống và chết nó có khác. Sống thì mình khỏi thắp nhang, cũng là một cái tiếng thư gửi mời ăn. Chết thì mình thắp cây nhang lên cũng nói y chang vậy đó. Đó. Đám hỏi đám cưới cũng lên thưa vậy. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay gia đình tôi có tiệc vui gì đó. Nói xong cái dạ xin mời quý vị nhập tiệc. Đó mình cũng thưa đó, nhưng mà bất quá không có nhang thôi. Còn cái kia mình đứng trước mặt, hôm nay giỗ ba, con xin làm ít thức ăn để tỏ lòng hiếu thảo, mời ba dùng cơm. Tiện thể con mời ông bà về chung vui với ba con. Thời con ông cụ ở chùa của ông viết thơ qua là năm hai lần vậy đó. Tuần sau dỗ con trai tôi, xin thầy cho mâm cơm cúng dỗ nó.
sẵn thầy cho hình má nó xuống luôn để mời má nó về chung vui với nó. Pháp Hòa gặp ông cụ là Pháp Hòa thuộc lòng cái bài bản đó đó. Nên cô cứ yên tâm, cô làm sao mà thuận tiện cho cô thôi, không có sợ tội lỗi gì hết, và không có buồn phiền chi mấy chuyện đó. Có nhiều khi mình nói thờ cao quá, thờ phải để cao, không được, không có tội lỗi gì hết. À, trước đây con cố gắng liên tục tới với chùa, liên lạc với chùa nơi thầy trụ trì để hỏi địa điểm và lịch thuyết giảng của thầy theo email và phone trên website nhưng không ai trả lời. Hôm nay con có duyên lành được đến đây gặp thầy nên con rất vui. Vậy sau này con phải làm sao để biết lịch và địa điểm thuyết giảng của thầy? Thường thường những buổi giảng public công cộng đều có niêm ở trên Facebook của chùa, quý vị có thể vào đó để tìm hiểu. Bạn bè ngoại quốc làm chung với con hỏi con rằng họ muốn nghe giảng hoặc đọc thuyết giảng bằng tiếng Anh hoặc Pháp. Thưa thầy, có biết người nguồn tư liệu nào để chỉ giùm họ? Rất nhiều, quý vị có thể tạm thời đó, quý vị có thể đi vào YouTube. Thí dụ muốn nghe sư ông Làng Mai thì bấm Thích Nhất Hạnh, không có dấu, thì sẽ ra rất nhiều bài giảng của sư ông bằng tiếng Anh. Còn quý vị muốn nghe của Pháp Hòa tiếng Anh thì để là thầy Pháp Hòa English, thêm chữ English làm sao thì nó sẽ hiện lên. Đừng có bấm thầy Pháp Hòa Français. Ne pas parler français. Bạn con nói rằng bất cứ ai mới lọt lòng mẹ ra là đã có ngay cái nghiệp rồi. Cái nghiệp này nó dính sẵn cuộc đời mình. Khi lớn lên học hành ra sao, làm nghề gì và sẽ kết duyên với ai đều là nằm trong cái nghiệp đó. Thưa thầy, phải vậy không thầy? Nếu bạn hỏi thì hỏi bạn. Bạn hỏi mà hỏi em. Thưa đại chúng, cái này nó trúng mà nó trúng một phần. Thì trong Kinh Dược Sư nói, tất cả chúng ta sinh ra đời đều có một ông thần câu sanh đi theo. Ai nhớ câu đó trong kinh không? Thần câu sanh là gì? Là cái thần cùng sanh với mình. Chữ câu là cùng, cùng sanh ra một lượt với mình. Đó là nghiệp và phước của mình. Nhưng mà nghiệp á, nó có hai loại: nghiệp thiện, nghiệp xấu, bất định nghiệp và định nghiệp. Có những cái nghiệp mà mình không cách nào hơn. Thí dụ mình sanh đứa con đó ra nó ngỗ nghịch, mình đâu có dục nó đâu được, thì cái này gọi là gì? Cái này là định nghiệp. Nhưng mà nếu mình chấp nhận như vậy rồi mình cứ thả trôi để nó làm gì nó làm mình với nó cứ vậy, thì cái này mình không biết chuyển nghiệp. Trong cái định nghiệp nó có cái bất chuyển, là nó có cái chuyển nghiệp, tức là bây giờ mình có một cái nghiệp chính là mình với nó không thay đổi được cái sự thật là mình với nó là con, là mẹ. Nhưng cái cách hành xử với mình với nó để giảm nghiệp giữa hai bên mình có làm được. Hiểu ý không? Thì cái này gọi là gì? Bất định nghiệp. Ví dụ như á, Pháp Hòa xin lỗi, là thí dụ Pháp Hòa sinh ra tay chân Pháp Hòa bị có tật, đó là định nghiệp. Nhưng lỡ mình bị bệnh tim, bệnh phổi, có thể chuyển được, có thể chữa bệnh được. Hoặc là có những cái bệnh như cảm mạo, cái đó có thuốc chữa. Như vậy trong cuộc sống của chúng ta, đừng có đổ thừa cái nghiệp mà mình không cố gắng mình chuyển. Có những cái nghiệp mình chuyển được. Cho nên Đạo Phật mới dạy cho mình tu. Tu để mình chuyển cái nghiệp. Là nghiệp là gì? Là cái cách sống chứ không có gì hết á. Tất cả tội lỗi, phiền não, khổ đau là do mình ăn, nói, hành động, suy nghĩ. Thân, miệng, ý tạo ra nghiệp. Mễ thân, miệng, ý tạo thiện thì là nghiệp thiện. Thân, miệng, ý tạo xấu và là nghiệp xấu. Cái miệng của mình mà ăn tầm bậy nó sanh bệnh, nói bậy nó sanh họa. Thì bây giờ mình chuyển nghiệp nè. Cái miệng của mình nó dính với mình là định nghiệp. Không thể cắt nó được, không thể chuyển đi đâu được. Nó bực bội nó chỗ này quá, thử gắn nó phía sau đi. Không được. Giờ chấp nhận nó là cái định nghiệp. Nhưng
có nghiệp chuyển nè. Hồi đó giờ mình nói tầm bậy tầm bạ, nhiều người giận quá, thôi giờ mình chuyển cách nói. Hay là trước khi mình nói, mình suy nghĩ cho đàng hoàng trước khi mình nói. Hồi sáng có một ông người Mỹ, ông hỏi Pháp Hòa chứ, tại Pháp Hòa cho ông pháp danh là Tuệ Định, làm sao tu theo cái tên của tôi. Pháp Hòa mới nói với ông á, cái tuệ á là trí tuệ, mà trí tuệ là cái quả, cái định là cái nhân. Nhưng mà định cũng là quả, mà tuệ cũng là nhân. Tại nhờ có tuệ, ông suy nghĩ kỹ càng trước khi ông nói, cho nên có suy nghĩ kỹ cho nên lòng ông đã lắng. Nhờ tuệ mà sanh định, phải không? Nhưng mà có thể nói ngược lại, nhờ ông có định tĩnh cho nên ông mới suy nghĩ chín chắn. Cho nên định cũng là nhân, tuệ cũng là quả. Nói đơn giản thôi, người không có suy nghĩ chín chắn thì việc làm của mình sẽ không có được lành mạnh. Mà việc làm không lành mạnh thì cuộc sống mình sẽ xáo trộn. Cuộc sống mình sẽ xáo trộn. Cho nên thiếu cái định. Vì vậy mình chấp nhận đó, như là mình sanh ra làm con người là định nghiệp. Mà đã là con người thì không thể tránh được cái già, cái bệnh, cái chết, gọi là định nghiệp. Còn bất định nghiệp là gì? Hằng ngày mình gặp nhau, sự nói năng, sự ứng xử mình có thể thay đổi, bất định nghiệp. Bây giờ người đó là chồng mình có thể tạm nhận đó là định nghiệp đi, thấy không? Nghiệp duyên của mình với người đó. Rồi bây giờ mình cố gắng mình sống như thế nào để dung hòa cái tình nghĩa. Tại vì cuộc đời này á, ai không bằng lòng với mình dục ra hết á, thì chắc chắn rằng cuối cuộc đời mà không có ai hết á. Tại vì không bao giờ mà không người nào mà không làm mình phiền não, không làm mình buồn phiền. Cái quan trọng là mình chuyển cái cách nhìn của mình về cái nghiệp vận của mình với họ, để làm sao để mình có thể ứng xử. Đấy, có cái thân là định nghiệp nè. Mà cái thân này là cái thân bại hoại, cái thân phai mượn. Nhưng chúng ta sẽ chuyển nó bằng cách là biết nó là tạm mượn, cho nên sẽ sử dụng nó một cách hay ho, không có tàn hoại nó, mà biết sống nó một cách không phí tổn. Mà lãng phí cái thân này thì mất thân thì khó được. Cho nên đúng là cái chỗ là mình chấp nhận một số cái nghiệp của mình, nhưng đừng đổ thừa cái đó rồi mình không lo làm gì hết. Thí dụ như mình nghèo thì phải làm sao cố gắng mình làm ăn để mình hết nghèo. Mình không biết chữ thì cố gắng học để mình biết chữ. Tại vì người ta có phương tiện dạy mình mà. Trừ khi nào không có phương tiện, không có hoàn cảnh gì hết, mình đành phải chấp nhận. Giống như quý vị đi máy bay á, từ ở Montreal mà bay về Đài Loan, về Việt Nam là mười mấy tiếng đi. Giờ lọt vô đây rồi giờ đó. Bây giờ không nhúc nhích đi đâu được hết thì ráng suy nghĩ làm sao, sống làm sao, hạnh phúc sao trong mười mấy tiếng bay này. Giờ định nghiệp rồi, mình lọt vô đây rồi, không thể mở cửa ra hứng gió được. Thì bây giờ phải làm sao thoải mái trong 14 tiếng này. Quý hiểu ý mà nói ha. Cho nên định nghiệp cũng có, mà cũng có cái chuyển nghiệp, có những cái chuyển được. Trồng một cái cây xuống đây, phát hiện đất thì không tốt, dời nó qua liền là chuyển nghiệp. Rồi có những cái mà nó đã trao ra rễ rồi, nó mọc cây mọc trái rồi, dời cũng được, cực hơn. Cho nên cái gì mà nó chưa thành nghiền, đừng để nó nghiền. Giống như mình nói thôi, để tập hút điếu thuốc này, hút một điếu rồi làm điếu nữa, cứ riết nó thành nghiền. Cho nên nó làm một điếu là liều một đám. Khi chúng ta gieo cái hạt xuống đất gọi là nhân, rồi nó lên cây, nó có hoa, nó có trái thì gọi là quả. Đó là nhân quả đơn giản vậy đó. Nhân quả tức là mình làm, mình trồng cây là nhân, mà có trái ăn là quả. Mình đi học là nhân, biết chữ là quả. Mình đi làm là nhân, có tiền sống là quả. Mình ráng nhịn nhục người ta để mình có được cái cuộc sống tốt, hay là gia đình hạnh phúc là quả. Cho nên nhân quả không phải do Phật chế. Bây giờ mình có tin nhân quả hay không thì nhân quả nó vẫn cứ xoay vần ở trong cuộc sống của mình.
Nhưng mà nếu chúng ta hiểu được nhân quả thì chúng ta ráng tạo cái nhân tốt để chúng ta hưởng cái quả tốt, thế thôi. Cũng giống như là anh không đi học là nhân, cuối cùng là dốt là quả. Anh không đi học là nhân, không có công ăn việc làm là quả. Anh bỏ bê nhà cửa là nhân, gia đình mất hạnh phúc, đổ vỡ là quả. Như vậy, đó là mình nói gọn nhân quả. Nhưng mà để cho cái quả nó có mặt á, thì nó không chỉ có cái nhân mà nó thiếu cái duyên. Cho nên cái khoảng giữa để tác thành cái quả nó có mặt, nó còn có một cái gọi là duyên. Duyên là gì? Là những cái phụ trợ để cho cái quả nó có mặt. Ví dụ mình gieo cái hạt xuống đất là nhân, rồi nước nè, ánh sáng mặt trời nè, không khí nè, xương nè, đất nè, thì tất cả những cái đó là duyên, nó giúp cho cái nhân này sanh tốt. Mình có con là nhân, nhưng mình không có tạo cái duyên cho nó ở trong một cái môi trường tốt, cha mẹ hàng ngày không có nói chuyện với nhau một cách lành mạnh, sống không có hài hòa với nhau, gia đình chỉ có hò hét, thì cái đó cũng là duyên. Mà duyên cho đứa nhỏ trở thành một đứa nhỏ bạo động, bị chỉ biết hét, biết hung dữ mà không biết lắng nghe, không biết cái lành thiện, do gia đình tạo cái môi trường, tạo cái duyên cho nó. Cho nên tại sao khi một đứa nhỏ nó lớn lên, mình đi tìm trường học cho nó học, mà thậm chí trường nào mà mình biết được dở, mình phải đi tìm cái trường tốt cho nó học. Như vậy là mình tạo duyên cho nó rồi. Nó là cái nhân. Mình không muốn mai mốt nó lớn lên nó thành một cái người xấu. Cho nên khi nó còn nhỏ như một cái hạt giống, mình đã đem nó đi vòng vòng rồi. Mình đã đem vòng vòng, mình tìm chỗ mình cất cho giữ nó rồi. Ngày xưa khi mấy chú nhỏ mà vô chùa ở, có những chú Pháp Hòa thấy hơi lung lay là Pháp Hòa đem đi chỗ khác Hòa gửi. Đi tới chùa, những cái đạo tràng, những cái trường học để mình gửi. Để làm gì? Vì mình không muốn cái nhân này nó ở trong một mảnh đất cằn cỗi hay là bị úng, bị mục mà không có thể trở nên thành một cây tốt được. Rồi bản thân mình cũng thế thôi. Mình con mình nó lớn lên là mình nhìn cái cách sống đó mình lo, rồi mình đi tìm những cái nhân tốt, những cái yếu tố tốt, những cái môi trường tốt, để cho cái nhân này, cái hạt giống này, một đứa nhỏ này nó trở nên tốt. Như vậy nhân quả, nhân là giữa nhân và quả nó có cái duyên, tức là những cái phụ vào, giúp vào đó để cho cái quả nó có mặt. Nhưng mà có những cái nhân á, chúng ta tạo á, nó không có quả liền, mà nó phải có những cái nhân chúng ta tạo tức khắc có quả, có những cái nhân chúng ta tạo năm sau mới có quả, mà có những cái nhân chúng ta tạo 10 năm sau mới có quả. Thì đạo Phật gọi cái này là gì? Hiện báo, sinh báo và hậu báo. Nhân á, cái nhân á là chúng ta làm, nhưng mà nó có những cái kết quả không phải bây giờ. Ví dụ như bây giờ mình trồng trái dưa leo, thì trái dưa leo bao lâu có ăn? Chỉ trong vòng vài tháng hè là có ăn thôi. Mình trồng một cái bông vạn thọ, vài bữa nữa, chừng tháng hai tháng là có bông. Thì cái gì mà nó có thể nó có mặt liền thì cái đó gọi là hiện báo. Mình tán người ta bạc tai, người ta tán mình liền là bạc tai, cái này là hiện báo. Hiện tức là hiện tại. Còn cái sinh báo là gì? Sinh báo là gì? Sinh báo tức là có thể năm sau. Cũng giống như bây giờ mình trồng một cái cây không thể có trái liền. Một năm sau mới có trái, hoặc có những cái cây 10 năm sau mới có trái. Thí dụ như cây bưởi, cây sầu riêng, thí dụ vậy. Cho nên có những cái nhân mà nó có liền tức khắc có mặt, gọi là hiện báo. Còn cái những cái nhân nó có mặt chỉ trong một đời thôi, một năm thôi, một đời thôi, là hiện báo. Và cái sinh báo chứ. Còn cái hậu báo là nhiều năm về sau, nhiều nhiều kiếp sau. Hiện nhân nó có nhân quả, nó có ba loại ha. Cho nên nhiều khi đời này mình tạo một cái nhân gì đó,
mình không thấy có quả. Cái bắt đầu mình liền không tin. Tôi không tin trong đời này tôi làm thiện được thiện, là tại vì tôi làm thiện mà tôi gặp toàn việc xấu. Mình mới làm thiện đời này mà những cái thiện mình làm á, nó chưa thể có mặt, cái nhân, cái duyên của nó chưa đủ. Cho nên tất cả cái gì nó cũng phải đợi chín mùi. Một cái trái mà cho dù nó có mặt trên cây rồi nhưng cũng không thể hái ăn liền được, mà phải làm gì? Phải đợi nó chín. Mà mình gấp quá mình hái nó xuống, mình đem vô hộp khạp gạo mình giấu, mình đem khí đá mình vú thì cũng được. Nhưng mà trái cây này ăn không ngon. Mà trái cây sao nó mới ngon? Trái cây chín cây, chín từ ở trên cây xuống thì nó mới ngọt, nó ngon trọn. Còn cái mình ép nó cũng được, nhưng mà nó gượng gạo, ăn nó không ngon. Thì Đức Phật dạy nhân quả có ba đời, ba cách có mặt: hiện báo, sinh báo và hậu báo. Rồi cái gì mà tạo ra cái nhân quả? Cái gì mỗi ngày chúng ta sống là do cái gì? Do cái nghiệp. Cái gì gọi là nghiệp? Nghiệp là những cái gì chúng ta làm mỗi ngày. Cái gì chúng ta cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày là thành cái nghiệp. Ví dụ như hồi đó mình mới bắt đầu mở cửa hàng bán thức ăn, chưa có quen, xào chưa có quen, bưng thức ăn chưa có quen, mà lấy thức ăn để vô tô chưa có quen. Nhưng mà có thể là chừng năm sau thôi, tay chân lanh lẹ, mà 10 năm là nó khác nữa, 20 năm là khác nữa. Càng ngày cái tay mình càng nhanh hơn. Mấy chú mà mới vô chùa tu chừng năm đầu, mấy tháng đầu, năm đầu thỉnh chuông thỉnh mỏ, tay chân chưa có lanh lợi. Nhưng mà ở chừng năm trở lên thôi, mà mỗi ngày mỗi tập, một ngày mấy thời kinh, mỗi lần lên là thỉnh chuông thỉnh mỏ, rồi thay phiên nhau làm riết nó quen tay. Bây giờ chỉ cần cầm cái mỏ lên thôi, thầy tụng cỡ nào mấy chú đánh cũng được hết. Cái này là quen rồi, mà cái quen gọi là nghiệp. Phải không? Cái quen gọi là nghiệp. Nhưng mà cái nghiệp này là nghiệp tốt. Nghiệp nó hai loại: nghiệp thiện hay nghiệp không thiện. Ví dụ như mình tập thành một cái thói quen tốt, gặp ai cũng bắt cái phone lên: dạ xin lỗi ai đầu dây, dạ xin lỗi cho con được biết tên không. Đây cũng là mỗi nghiệp, mà nghiệp nó tốt. Alo, ai đó? Cần gì? Cái này cũng thành một cái nghiệp đó. Một cái nghiệp trả lời một cái phone mà người ta nghe, người ta không muốn trả lời nữa, nó dạ không có gì hết. Tại vì ta nghe cách mình hỏi, ta nói, tại vì người ta biết ta nói nữa là mình bị sạc, người ta bị sạc tiếp. Một cái nghiệp là gì? Là do hằng ngày mình nói chuyện thôi. Hằng ngày mình nói chuyện tới cái cách mình đi đứng vụt chạc nhẹ nhàng như thế nào, tất cả đều do cái thói quen. Thì cái thói quen tốt thì gọi là thiện nghiệp, mà có thói quen xấu gọi là hắc nghiệp. Đó là mình nói hai loại ha. Rồi có hai loại nữa nè: có những cái gọi là biệt nghiệp, có những cái gọi là cộng nghiệp. Ví dụ như con cái chung một gia đình với mình là cộng nghiệp, phải không? Nhưng mà có phải mỗi đứa mỗi tánh không? Mỗi đứa mỗi tánh là biệt nghiệp. Mặc dù nó cùng mình sanh ra, mà tại sao có đứa biết nghe lời, có đứa không? Có đứa hiền lành, có đứa hung dữ, có đứa khờ khạo, có đứa thông minh. Thì cái đó là cái biệt nghiệp của nó. Còn cái sống chung nhà là cộng nghiệp. Rồi sống chung một chùa với nhau là cộng nghiệp. Nhưng mà mỗi người mỗi cách sống gọi là biệt nghiệp. Hai vợ chồng gặp nhau nó hít cái duyên với nhau, nó thương nhau, họ gần gũi với nhau như vậy là vợ chồng, đó là cộng nghiệp với nhau. Rồi thí dụ như ông chồng mà đi ăn trộm mà vui nuôi vợ, rồi vợ cũng cộng mà cộng hưởng. Nếu mà có phước là cộng phước, mà có tội thì cộng tội hay cộng nghiệp. Cho nên nó có cái riêng, cái chung. Mình đều là người Việt với nhau gọi là cộng nghiệp. Nhưng mà mỗi gia đình người Việt khác nhau hết là biệt nghiệp. Trong một gia đình, chung gia đình gọi là cộng nghiệp. Mỗi người mỗi cách sống là biệt nghiệp. Như vậy á, mỗi người mình phải tự tạo cho mình một cái nghiệp tốt. Và mình nhớ rằng ở trên đời này không ông trời nào ban phước cho mình, giáng họa cho mình hết. Tất cả là tùy vào cái cách sống của mình thôi. Tất cả đều tùy vào cách sống của mình. Mà cách sống của mình là gọi là nghiệp. Nếu mình sống tốt, rồi có mình nói tôi sống rất tốt, mà tại sao những cái chuyện xấu? Mình sống tốt đời này
Còn những cái gì mình hưởng trong đời này, đó là quả, cái nhân của quá khứ, cái quả của quá khứ. Cái quả mình đang hưởng đây tức là cái nhân trước mình tạo. Bởi vì trong phân tích đó, nhân quả là có ba thứ đó, gọi là gì, hiện báo, sinh báo và hậu báo. Thành ở trong Thủy Sám có nói đó, có nhiều người than phiền, làm hiền, làm tốt, nhưng mà sống trên đời này đụng đâu khổ đó. Còn kẻ hắc ám thì phước báo tới liền liền. Thì nó thôi, tôi cũng thèm làm người thầy tốt nữa, rồi bộ làm người xấu dễ sống hơn. Nhưng mà thật ra tất cả đều có cái điều trời nhân, nhân quả ba đời hết. Vì vậy cho nên Phật mới dạy á, người nào muốn biết được trong cái pháp giới chúng sanh này, chúng sanh mình sống như thế nào, thì hãy nhìn lại tất cả đều do tâm thôi. Thiện, ác, tốt, xấu như thế nào, tất cả đều tùy vào cái cách sống của mình, cái tâm mình. Bây giờ mình nói nghiệp á, là do mình tạo. Ví dụ như bây giờ mình làm một cái điều xấu là ngày nào cũng làm. Có nhiều người ăn cắp á, mới đầu ăn cắp chưa có lanh lợi, ăn cắp riết cho nó quen, nó rất là hay. Nó chỉ cần lợi nó vuốt mình cái thôi là tiện vô túi nó rồi. Nó lanh toa thì cái đứa này là nó là thiện nghệ rồi, đúng không? Thì đây là nghiệp nè. Nghiệp này là cái nó sâu dày và nó thành thói quen, gọi là hắc nghiệp hay là nghiệp xấu. Còn cái nghiệp tốt cũng như thế. Nếu một người mà thường xuyên làm những việc lành, không làm việc xấu, thì trong tâm họ thuần thiện, cái thuần cái thiện. Nhưng mà bây giờ mình nói cái nghiệp á, nếu nó đã thành tựu rồi thì con người có chuyển nghiệp được không? Được không? Được. Nếu cái nghiệp nào á mà mình làm mà cố tâm á, cái đó gọi là định báo. Cái báo, quả báo đó nhất định mình phải chịu, tại mình đã khởi tâm với nó rồi. Nhưng có những cái bất định nghiệp là do chúng ta làm mà chúng ta vô ý. Một lúc nào đó chúng ta bị một cái tai nạn, nhưng mà hoàn toàn mình không có cố tâm, là vì mình cũng mắc một cái quả báo, là bởi vì trong cuộc đời có những cái mình làm mà mình không có cố ý. Thí dụ mình lỡ mình đi mình đạp chết con kiến, mình lỡ mình đạp chết nó đó, thí dụ vậy đó, thì cái này gọi là gì? Bất định, tại mình đâu cố tâm. Nhưng mình thấy con kiến đang bò, mình rượt theo nó, mình đạp nó đó, chẳng những mình nghiến răng chết đâu, chết khuất ha, là mày, cái này là mình cố tình. Thì cái cố tình là mình có cái tâm vô đó, cái tâm mình có gia vô đó, thì nó gọi là định báo. Chữ báo là gì? Báo là cái mình phải hưởng. Cái nhân ta kêu, thí dụ như bây giờ Pháp Hòa lo học kinh, một ngày nào đó Pháp Hòa thuộc được kinh, thì cái này có phải quả báo không? Phải quả báo không? Quả báo luôn, nhưng mà quả báo tốt. Còn cái người mà đi vô trường nó không vô lo nó học, tới ngày ra trường nó ngồi dưới nó không có lên, hỏi sao không lên con, tại con không có đi học, thì cũng là quả báo, nhưng mà quả báo xấu, tại vì mình không có đi học. Đừng có nghĩ chữ quả báo là xấu. Quả báo là chỉ nói lên cái kết quả mà nó trở lại với mình, nhưng mà tùy theo thiện hay xấu thôi, thiện hay tốt hay xấu. Nhưng mà có những cái nghiệp mình cải được, cho nên mình tu, mục đích của nhà Phật tu để làm gì? Tu để chuyển nghiệp. Mình đi chùa, mình học pháp, mình nghe kinh, mình niệm Phật, mình ăn chay, mình tụng kinh, mình làm tất cả việc thiện cũng không ngoài mục đích là để chuyển nghiệp. Ví dụ như mình ráng đọc kinh, rồi đọc kinh nhiều, cái tự nhiên cái lời kinh nó thấm vô tâm mình, cái mình chuyển được cái nghiệp buồn, giận, vu vơ, hờn, mát, ích kỷ, ganh tị, nhỏ nhoi, chuyển được cái nghiệp đó. Rồi bây giờ mình biết á, hồi xưa mình không có biết cho ai hết á, tại vì mình nghĩ ngu gì cho, làm cực khổ mắc cho. Bây giờ mình biết rồi, mở lòng rồi. Người ta không có, mình có thôi kệ, cho 1 đồng cũng được. Cho 1 đồng đỡ hơn xưa không cho, chuyển rồi đó. Cái bóp mình nó mở từ từ rồi đó. Hồi xưa mấy lớp khóa lận, 1 đồng không lõi, bây giờ mở ra cho 1 đồng. Cái quan trọng là mở tâm. Còn bao nhiêu không có sao hết. Cho nên Pháp Hòa hãy nhắc quý vị đi kêu gọi từ thiện á,
Nhớ là ai cho cái gì bao nhiêu cũng phải nhận và khoan hỷ. Tại vì người ta mở lòng, người ta đã mở lòng rồi. Mà lòng đã mở thì thế nào cũng mở cửa, mở tủ, mở bóp. Nhưng mà quan trọng là cái tâm từ bi người ta khởi. Người ta nghe chỗ đó có tai nạn, người ta khởi cái tâm từ. Trước kia không, trước kia là không, bây giờ nghe chỗ đó khổ đau, người ta gửi cái tâm từ người ta tới là mình mừng rồi đó. Cho nên quan trọng là cái tâm. Và cái tâm mà mở rồi thì từ từ tất cả các cái khác. Và thưa đại chúng, Đức Phật có dạy một cái bài kinh hay lắm. Kinh này gọi là kinh Diêm Dụ. Diêm là muối. Ở trong kinh A Hàm Đức Phật nói á, như có một người có một nắm muối, nếu cái người đó cầm cái nắm muối bỏ vô cái ly thì quý vị nghĩ nó mặn không? Mặn. Nhưng mà nếu một nắm muối bỏ vô cái lu thì nó chắc nó không mặn, nếu có thì lờ lợ thôi. Nhưng mà nếu nắm muối đó bỏ vô cái sông thì sao? Không ăn thua. Đức Phật nói nắm muối dụ cho nghiệp. Còn trong cái ly, trong cái lu hay trong cái hồ, đó là ba hạng người giải nghiệp. Người có nắm muối bỏ vô ly như người buông xuôi và chấp nhận nghiệp, không biết thay đổi. Thí dụ như tánh mình hung dữ để hung dữ vậy đó, tánh mình nóng nảy để nóng nảy vậy đó. Mình buông xuôi thì cái nghiệp này nó còn nguyên, cũng giống như muối bỏ vô ly vậy. Bất quá là nó tan, nó không còn cái tướng muối, nhưng mà nó còn cái tướng nước mặn, khó uống. Người không biết chuyển nghiệp mà buông xuôi và chấp nhận và thậm chí còn nói ngang nữa, tôi vậy đó, chịu chịu theo. Cái này là không biết chuyển nghiệp như muối trong ly. Hạng người thứ hai là biết chuyển chút chút, như là muối bỏ trong lu. Tuy rằng họ chưa hết, nhưng mà thôi, hồi xưa 10 điếu thuốc ngày, giờ còn 2 điếu mừng. Hồi xưa nhậu ngày một tuần 7 bữa, giờ nhậu còn 2 ngày à, đỡ. Tức là chuyển nghiệp từ từ. Hồi xưa mà ai nói tới tôi là tôi la lại, tôi mắng liền. Thôi giờ tôi thấy chuyện không đáng, tôi bỏ qua. Đó, cái đây là người gì? Người biết chuyển nghiệp rồi đó. Chuyển như một nắm muối ở trong cái lu rồi đó. Còn nếu như cái người mà có tu tập nè, có tụng kinh nè, có tư duy quán chiếu về vô thường nè, có biết nghĩ xa nghĩ gần về cái thiện là quả tốt xấu nè, có trì giới, có ăn chay, có tụng kinh, có niệm Phật, người này nhất định như núi, như muối ở trong hồ vậy. Nó cái nghiệp này nó không ăn thua gì hết. Đó, ví dụ như mình bây giờ học Phật khá rồi, chuyện gì nó đến với mình biết rất rõ, không có gì qua nhân quả hết. Quý vị muốn bớt tánh nóng nảy, bớt cái tâm nóng nảy không? Một trong những cách đó là quán vô thường. Ngày hôm qua có anh Phật, có một anh đưa Pháp Hòa ra cửa, khi mà đi đến thăm một bà cụ mất, nghe là rất là đột ngột đó. Thì anh mới nói đúng là vô thường. Mới tức thì hồi trưa đây con ghé thăm bác, bác còn biểu con ở lại ăn cơm đây, mà giờ chiều 2-3 giờ nghe bác đi rồi. Thì quý vị thấy vô thường không? Mà Pháp Hòa mới nói là cái này là mình chỉ nghe thôi đó, còn mình thấy nữa. Cho nên nhiều khi á, mình chỉ nghe vô thường, mình học vô thường. Cái này gọi là gì? Văn tự vô thường. Nghe chữ nghĩa thôi. Rồi bây giờ phải quán chiếu nha, phải quán chiếu, phải tư duy thấy cái gì gọi là vô thường. Có tư duy, có quán chiếu về vô thường thì gọi là gì? Quán chiếu vô thường, tức là mình thấy, mình có suy nghĩ. Rồi khi nào cái chuyện nó xảy đến với mình á, nó xảy đến trong gia đình mình, trên bản thân mình á, mình mới chấp nhận, mình hiểu nó một cách rốt ráo tột cùng. Cái này gọi là gì? Thực chứng vô thường. Có nhiều khi mình nghe nói, hoặc là có nhiều khi mình có tư duy chút, rồi có nhiều khi mình chứng nghiệm nó. Quý vị nghe nói sầu riêng mùi như vậy, hương vị như vậy, cái nào văn tự sầu riêng thôi. Rồi bữa nào mình đích thân mình ngửi nó, mình lấy cái tâm mình tắm chút chút, gọi là gì? Nếm sầu riêng, gọi là quán chiếu sầu riêng.
Rồi bữa nào mình ăn cả muối rồi ngồi nhẩm nhẩm nó, ăn xong rồi mình mở miệng ra có thể chạy làng hết. Cái này gọi là gì? Thực chứng. Vì vậy cho nên á, nhân quả không phải do Phật chế. Cho nên mình nói tôi không phải đạo Phật, tôi không có tin nhân quả. Nhân quả là Đức Phật là người phát minh ra, tức là phát hiện ra trên đời này có một đạo lý là nhân quả. Anh ăn trộm bị người ta bắt, anh đánh người ta sẽ đánh lại. Anh hãm hại người ta sẽ hãm hại lại mình. Bằng cách này, bằng cách khác, và trên đời này mình tạo cái nhân gì, mình hưởng cái quả nấy. Trồng đậu được đậu, trồng dưa được dưa. Không thể nào trồng cà mà ra ớt, hay là trồng dưa mà ra đậu. Và tùy theo cái nhân duyên mình tạo. Thí dụ một cái người tu được ở trong một cái tình, một cái môi trường tốt thì người đó thăng tiến. Hay là một cái hạt mà nó được ở một cái môi trường tốt thì nó xanh nhanh gọn như máu. Còn nếu mà ở một cái môi trường eo uột thì nó cũng lên mà nó eo uột. Cho nên Đức Phật nói người ác thấy là hiền, mình làm xấu mà không thấy xấu, thấy nó tốt. Tại sao? Tại vì khi ác chưa chín mùi, khi cái xấu nó chưa ra chín mùi, khi ác nghiệp chín mùi, người ác mới thấy ác, lúc đó mình mới thấy. Nhưng mà cuộc đời này mà đợi tới khi mà nó chín mùi mới biết được thì sao? Giống như chuyện Kiều nói đó, trót vì tai đã nhúng tràm, dại rồi thì biết khôn làm sao đây. Hay là trong một cái bài mình tụng, mình nghe cái câu ăn năn thì sự đã rồi, minh minh biển khổ, luân hồi cực thân. Tới khi mình cái quả nó đến thì mình ăn năn, mình sợ là đừng rồi. Ăn năn thì sự đã rồi, minh minh biển khổ, tức là mình ở trong mập mờ ảo ảo cái biển khổ. Rồi ngược lại cái câu là người thiện thấy là ác khi thiện chưa chín mùi. Có nhiều khi mình làm thiện, mình không chấp người mình là người thiện, mình không thấy cái đó là thiện. Nhưng mà khi mà thiện nó chín mùi, mình mới thấy nó là thiện. Thường khi mà đi đám tang á, thì Pháp Hòa hay nhắc người thân gia đình, nếu quý vị thấy rằng hôm nay ba mình, mẹ mình, em mình, anh mình đã được bao nhiêu người bạn bè đến đưa tiễn, khóc thương, tiếc nuối, thì tự mình hiểu được người thân của mình đã gieo bao nhiêu cái điềm thiện ở trong lòng của mọi người. Cho nên khi mình mất đi, người ta vẫn tiếc, người ta vẫn thương. Vì vậy mà người xưa cũng hay dạy mình hoài cái câu, khi mình sanh ra, mình khóc, người xung quanh mình cười. Vậy mình phải sống như thế nào để khi mình chết đi, mình cười mà người khác khóc? Tại sao mình cười? Tại mình viên mãn rồi. Mình đã sống trọn một kiếp người, dù ngắn dù dài không có quan trọng. Quan trọng là cái cách sống của mình đã trọn vẹn. Quý vị thấy cái diêm quẹt không? Cái diêm quẹt á, mình quẹt lên đó, cái mạng sống của diêm quẹt bao lâu? Nó ngắn thôi. Nhưng mà cái diêm quẹt nó rất là tích cực, vì nó quẹt lên cái nó tắt, nhưng mà nó ít nhất nó đã soi cho người ta thấy cái công tắc đèn ở đâu, để người ta mở công tắc đèn và sáng cả một căn phòng. Vậy thì cái diêm quẹt này á, quẹt lên thì nó tắt, nhưng nó đã để lại cho người khác một số những cái ánh sáng. Cho nên có một cái người ta thấy thà là như chiếc que diêm vậy đó. Mình quẹt lên một cái nhưng mà ngắn lắm, nhưng mà rồi mình để lại cho đời cái gì đó. Cuộc sống của mình cũng vậy, trong cái chớp nhoáng à. Cho nên trong Kinh Kim Cang mới nói, tất cả các pháp hữu vi, không? Nhất thiết hữu vi pháp, tất cả các pháp hữu vi. Hữu vi là gì? Những cái gì mình có tạo tác, thí dụ như cái ly này nè, có mình tạo nè, mình tạo ra đất nè, mình nung nấu nó, mình sơn phết nó, đây cái ly này là pháp hữu vi. Cái nhà này là pháp hữu vi, là do mình mua gỗ về, mình cưa, mình đục, mình đóng, mình làm. Cái gì nó có mặt mà do con người mình chế tạo, cái đó do hoặc là thiên nhiên chế tạo, mặc dù nó là thiên nhiên nhưng nó thủy chung, nó có hình tướng, nó có tạo tác, thì nó là hữu vi pháp. Tất cả các pháp hữu vi. Như cái gì?
nhất thiết hữu pháp pháp, như mộng, huyễn, bào ảnh. Bào là bọt, ảnh là bóng, như lộ là xương, diệt như điển như một cái xẹt qua thôi. Mình phải quán tất cả từ cái đời sống của mình, con người của mình, hạnh phúc của mình, tài sản của mình, nhất nhất cái gì trong cuộc đời này mình có, như mộng, huyễn, bào, ảnh, như lộ, như điển, như hạt xương trên cỏ thôi, nắng lên là tan. Mình tiền kho bạc để, một hơi thở ra mà không thở vào thì tất cả đó không phải của mình, để lại hết. Ai muốn làm gì làm. Thậm chí mình nghĩ mình để là một cái di chúc. Ông vua ngày xưa để thánh chỉ mà còn bị đói mà. Ông để cái thánh chỉ lại thì con cái thần dân sẽ nghe lời ông, sẽ làm theo ý ông, chưa chắc. Gian thần tạc loạn gì cũng sẽ để đổi thánh chỉ được hết. Thì cuộc đời này không có cái gì mình nắm được hết. Còn nếu mình nắm mà chết rồi, người ta để vô tay mình một cọc vậy đó, cả túi vậy đó, mà dỡ ra toàn đồ mua ngoài chợ không, lấy từ đồ thiệt mua đồ giả, chứ ai nắm đem đồ thiệt để vô đâu. Quần áo đốt đi cũng bằng giấy, vàng vòng ra chợ mua cũng bằng giấy đó. Cho nên nhất thiết hữu vi pháp, như mộng, nó như mộng thôi. Huyễn cũng thật, bào là bọt, ảnh là cái bóng, như lộ là như xương, diệt như điển như một cái chớp nhoáng. Quán cái đó, ưng tác như thị quán. Phải như thế mà quán chiếu mỗi ngày. Để làm gì? Để nhẹ lòng. Và khi nó còn, mình sử dụng như biết nha. Mình phải biết. Và khi mình thấy vô thường như vậy, mình biết trân quý những người thân, trân quý những ngày mình đang có, trân quý những người thân mình đang có. Trong cuộc sống có những cái nó không như ý mình, nhiều khi cũng do hoàn cảnh nó đẩy đưa. Thôi anh em với nhau, bà con quyến thuộc với nhau, cái gì xả được xả. Người ta hay nói vậy nè. Vừa rồi người ta có đăng một cái đoạn của Hòa Thượng Làng Mai. Trong cuộc sống người ta thường khuyên mình buông bỏ, nhưng có những cái mình không thể bỏ, đó là người thương của mình. Nếu mà người thương của mình bỏ đi luôn thì mình sống vô nghĩa quá. Thật ra mặc dù cuộc đời nó có những cái bỏ chứ, nhưng mà có những cái nên bỏ, bỏ hờn, bỏ giận. Nhưng mà có những cái không nên bỏ, mặc dù biết nó là tạm. Đó là những cái tình nghĩa mà chúng ta sống với nhau. Cho nên có một người làm một cái bài thơ đó: nếu mình muốn nói những lời gì với mẹ đó, hãy nói đi. Đừng đợi đến khi nào mà mẹ mất rồi mình mới ghi một cái lời thương yêu đó lên một tấm đá. Cái miếng đá vô tri nó không có feel được, nó không có cảm nhận được những cái lời thương yêu đó. Thì ngay cả người thân của mình cũng vậy. Nhất là khi cha mẹ mất rồi, mình còn lại có anh chị em thôi. Mà nhất là rồi khi mình ra tới nước ngoài rồi, còn mấy người nữa thôi. Đừng có giữ cái khoảng cách, đừng có để cho nó xa lìa. Mà người lớn ở trên mà không gần gũi được thì đám con ở dưới này nó cũng làm sao nó gần. Rồi sao mai mốt mình già nua đi rồi, bây giờ mình khỏe cái gì nói cũng được hết á, tôi không cần ai hết á. Không phải đâu, nói vậy thôi, chứ lúc về già đó, ở trong nhà dưỡng lão hay là mình ở nhà một mình, các con nó đi làm không có ai, lúc đó chừng đó mình tư duy, mình quán chiếu lại, mình thấy là mình đã có những ngày mình sống chưa có dễ thương. Cho nên qua hai cái câu kinh này, nói thiện là gì? Cách sống cho nó tăng trưởng cái thiện lành. Nói ác là gì? Là cái cách sống mà làm tổn thương, mình làm tổn giảm với nhau. Thế thôi, chứ cũng không nhất thiết là phải đi giết người, hại vật gì cả. Thiện là sống có tăng trưởng, có tăng ích. Thí dụ như cái cơ thể mình đây, mình nghĩ coi mình có ác với nó không? Mình tự mình quán chiếu coi mình có ác với nó không? Mỗi ngày mình đem bao nhiêu độc tố vào trong cơ thể này, trong khi đó nó đang sống cho mình. Tim, gan, phèo, phổi, mọi thứ nó sống vì mình. Mình ăn bao nhiêu vô nó tiếp nhận, rồi nó đưa ra nó nuôi dưỡng. Mà rốt cuộc rồi á, mình thì muốn, mặc dù trong lòng rất muốn khỏe, nhưng mình đem toàn là độc tố vào trong cơ thể mình. Hút sách, cờ, rượu, chè, tất cả những cái độc tố đó. Vậy thì cái giới thứ 5 mà Phật dạy á,
là phải ý thức trong việc ăn uống hàng ngày để không tổn hại đến thân tâm. Như vậy Phật dạy cái đó là lợi cho ai? Lợi cho mình. Vậy thì tại sao sợ gì mà không quy y giữ giới? Mình quy y là để mình phát một cái nguyện, lập một cái tâm cho vững chãi, là mình ý thức. Quý vị nhớ là Phật giáo tu tập là mình ý thức cái xấu mà mình bỏ, nhận diện cái tốt mà mình làm, chứ không có phải do mình tín ngưỡng thần phục Phật biểu vậy là phải vậy. Không, Phật giáo không có cái chuyện gọi là ép buộc, mà gọi là áp đảo tín đồ gì hết. Mà chúng ta phải ý thức cái gì xấu nên bỏ, nhận thức được cái gì thiện nên làm. Vậy thì cái mà mình ăn uống không có lành mạnh là hại thân. Phim ảnh sách báo mà nó không lành mạnh thì nó hại tâm. Con người sống chỉ có thân tâm thôi, bệnh hoạn hết thì còn gì. Mà quý vị biết gần đây là tuổi trẻ nè, lạc hướng, mất hướng, nó không biết sống để làm gì, không biết đi học để làm gì. Và nhiều đứa nó đã bị bệnh trầm cảm nặng, có nhiều đứa 2 năm, 3 năm. Rất là nhiều, mà người lớn cũng bệnh, người nhỏ cũng bệnh. Là tại vì mình sống mình không có một phương hướng, không có một cái lý tưởng để mình phải sống như thế nào. Cho nên đạo không phải để mình đến chỉ dưới đức tin, mà đạo để mình đến mình tìm một hướng đi. Chỉ đạo là con đường mà, tìm một con đường để mình đi cho trong sáng. Và chính con đường đó dẫn mình tới cái chỗ an lạc, giải thoát. Người thiện thấy là ác khi thiện chưa chín mùi. Khi thiện được chín mùi, người thiện thấy là thiện. Có nhiều khi việc lành mình làm mình đâu có thấy, nhưng mà cuối cùng mình thấy không? Kết quả biết bao nhiêu. Chẳng hạn như khi mà người ta làm một cái giếng nước, cái mình nói trời ơi thời buổi này nước phong tên thiếu gì, cần gì phải đóng giếng nước. Nhưng quý vị biết không, có những cái quốc độ nó không giống mình ha. Pháp Hòa biết có nhiều nơi như thế này nè. Trời nóng á, người ta xài nước phong tên được. Và có những khi trời lạnh mà cái vùng đó, đó họ không có chế độ là sưởi gì hết, thì tất cả các cái ống nước nó bị bể đông hết. Chừng đó dân làng phải chạy ra cái giếng lấy nước giếng xài suốt mùa đông đó. Thật ra là nhiều khi mình thấy cái giếng nó vô dụng, vì mình thấy có sẵn cái ống nước đấy. Nhưng mà ở đâu người ta biết đó, và người ta tự người ta có một cái cách nào đó để người ta hoán chuyện. Cho nên lúc mình đi ngang mình không thấy, nhưng mà khi hữu sự mình mới thấy. Cho nên đó, nhiều khi mình làm thiện mình không thấy phải không? Đây nè, nhưng mà khi mình gặp tai nạn, trời ơi, tự nhiên có cái gì nó đến với mình, chứng minh rõ ràng làm thiện được thiện. Pháp Hòa kể lại câu chuyện cũ. Có cái ông đó nhà giàu, ăn uống phung phí lắm. Nấu xong rồi ăn hết đổ. Thì có một ngày nọ, gia sản tiêu hết, lang thang đi ăn xin. Thì đi tới cái chùa làng của ông á, thì ông vô chùa ông xin cơm, thì hòa thượng mới hấp cơm khô lên cho ông ăn. Trời, ông ăn ông khen ngon đáo để. Ông cảm ơn hòa thượng quá chừng luôn. Hòa thượng nói khỏi cảm ơn, cơm này của ông đó. Ông nói làm gì có. Ông nói tại vì nhà của ông khúc trên, thời gian trước ông ăn rồi ông phung phí, ông đổ xuống cái cống này là chùa hứng lại hết, rồi rửa sạch sẽ, rồi chùa phơi, rồi để dành ăn những bữa mà mùa đông mà không có trồng trọt gì được, không có đi đứng gì được, thì ăn cái cơm cũ mà ông dục đó. Thật ra nói là nó không có hư gì hết, tại ông phung phí thôi. Cho nên là tụi nhà chùa, tôi nhà chùa mới lượm lại phơi khô để dành ăn. Thành thử ra bữa nay ông cũng quá bước tới đây, ông cũng ăn lại cái thức ăn cũ của ông. Thì cái này lúc đó ông mới dở lẽ rằng mình phung phí mà đến một lúc nào nó kiệt quệ rồi, thấy không? Phước mình hết rồi. Cho nên á, hưởng phước bất khả hưởng tận, hưởng tận sanh bần cùng. Có phước đừng hưởng hết, hưởng hết sẽ nghèo khổ. Hồi nãy Pháp Hòa nhớ thầy Chân Tạng cũng nói, có tiền đừng xài hết phải không? Để dành phần rồi nhớ làm ăn tiếp. Đừng thầy ỷ có tiền rồi không đi làm. Có tiền là một việc nhưng vẫn phải tiếp tục đi làm. Giống như mình có sức khỏe cũng đừng ỷ, tại vì sao? Không biết bồi dưỡng thì sức khỏe nó tiêu. Tuổi trẻ đừng có nghĩ là mình trẻ, tại vì chết nó không có chừa ai hết. Không phải già mới chết.
Và nếu một người nào mà đi theo một quá trình sanh, già, bệnh, chết, đó là một hạnh phúc lớn. Người nào mà đi qua được sanh, già, bệnh, chết là một hạnh phúc lớn nha. Có nhiều khi vừa sanh chết, chưa già chết, không bệnh mà chết, chứ đâu phải đi theo quá trình của tuần tự đâu. Cho nên có một ông đó lên xin một câu đối ăn Tết đó. Bạch Hòa Thượng, xin Hòa Thượng cho con một câu đối ăn Tết. Hòa Thượng ghi ông cố chết, ông nội chết, ba chết. Bên này ông ghi con chết, cháu chết, chắc chết. Trời đất ơi, Tết nhất mà ông cho gì mà chết không? Đấy, chết thứ tự là hạnh phúc. Chết thứ tự là hạnh phúc. Cho nên già rồi mới tới bệnh mà tới chết, đó là một hạnh phúc. Có nhiều khi chưa già mà đã chết, chưa bệnh mà đã chết, còn khỏe mà chết, không bệnh gì hết. Cho nên Diêm Vương quyết định canh ba chết, chẳng để cho ai tới năm canh, không có gia hạn được. Ý thức được, nói như vậy cũng có là tiêu cực, không có tiêu cực. Vì mình ý thức cái đó cao, cho nên mỗi giây phút mình sống rất tích cực và rất hạnh phúc, rất hết lòng.